Thì anh lên chương trình này có những người nhắn gửi là dán kiếm một cái ngân hàng, thì anh làm không giữ được tiền nên là cần người thủ quỹ, không biết em có đồng ý làm người thủ quỹ đó của anh hay không. Em là tiếp người của gia đình đó, cho nên là em làm thủ quỹ là rất là ổn. Em làm thủ quỹ là rất là ổn. Ok. Em rất là thích nghề thủ quỹ luôn. Em là cháu biết tôi, có thể là sẽ hơi áp lực. Dạ. Nhưng mà anh cũng không áp lực vấn đề đó. Không sao đâu, áp lực thì mình cứ để hoài thôi. Áp lực thì mình cứ để hoài thôi. Để khi nào có con trai đâu. Ủa trời. Ok. Cái gì đúng hả? Để quan trọng là có sức làm chích nuôi hay không. Dạ, đúng rồi. Em càng để nó càng phải sửa xe nhiều đó. Chốn luôn á. Dạ, không mong. Dạ, em xin lỗi tại vì qua những cái mối tình đó, thì em nghĩ là em sẽ cảm nhận từ con tim của mình. Fogima, sắc nước bà bầu, đỉnh của chớp. Em tên là Lê Ngọc Vui, hiện tại em sinh năm 1992 và em đang kinh doanh tự do. Hiện tại em đang ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Vui ở thành phố Hồ Chí Minh là ở quận mấy nè? Dạ em ở quận 7 ạ. Ở cùng với ai ạ? Dạ em ở một mình. Một rồi. Mình? Dạ. Mời bạn trai. Dạ, em là Trịnh Xuân Tiến, sinh năm 1992, quê ở Ninh Bình và em đang ở thành phố Hồ Chí Minh. Em đang làm kỹ thuật viên cho một hãng xe ở Gò Vấp ạ. Hãng xe gì? Mô tô, ô tô. Dạ, ô tô ạ. Ô tô đúng không? Rồi mời nhà gái cho chúng tôi biết một chút xíu về ưu điểm khuyết điểm đi. Dạ, ưu điểm của em là em biết kinh doanh. Em hoạt ngôn với lại em tự tin. Còn cái nhược điểm của em là em sống tình cảm, còn thiên về cảm xúc và em hay nóng tính. Rồi nhà gái vậy đó, nhà trai thì sao ạ? À? Em thì vui vẻ, dễ hòa đồng, nói chung là sao? Nói chung là vui hay buồn? Dạ, nói chung là vui, vui vẻ thôi. Nấu ăn uống gì được không? Dạ được, em có thể nấu ăn. Và nhiều có món không? Trong nhà có thể nấu, em có thể ăn qua, em có thể nấu lại được. Được ha, dạ, được ha. Nấu cơm cho vợ ăn được không? Dạ được. Được ha. Thì tùy đó, nói chung là công việc thì vô là nấu đúng không? Dạ, san sẻ với nhau. Bạn gái làm được gì mình làm được đó. Dạ đúng rồi. Không có phân biệt gì hết nha. Dạ đúng rồi. Rồi ok. Sao đi qua đây làm chi? Trời ơi. Tôi nghe cái tiếng nhà gái dễ thương quá, mình qua nhìn cưng dễ sợ ta. 92 hả? Vậy bên đây cũng 92 nha. Hai đứa hợp tuổi lắm á. Dạ. Rồi, bây giờ mình nói chút xíu cái đường tình duyên coi sao. Con thì có hai mối tình. Hai mối? Dạ, một mối tình sinh viên với lại một mối tình cách đây khoảng 2 năm. 2 năm. Có mối nào sâu sắc không em? Dạ, mối nào cũng sâu sắc á. Mối nào cũng sâu hết trơn á. Mối nào cũng sâu luôn hả? Sâu cỡ nào? Thường là một mối là khoảng tầm 2 đến 3 năm. Tại vì mỗi khi mà em quyết định quen một người nào đó thì em sẽ quen rất là nghiêm túc. Và em muốn hướng tới tương lai cho nên em quen là phải định hướng được, cho nên lúc nào cũng quen khoảng 2-3 năm hết. Nhưng mà lý do là sao mà hai mối tình nó sâu sắc mà sao nó tan sớm vậy? Em nghĩ là nếu như mà do là em sâu sắc thôi còn người ta chắc không sâu sắc. Do là em sâu sắc thôi còn người ta chắc không sâu sắc. À. Người ta nhạt nhòa quá hả? Yeah. Người ta cạn quá ha em. Bây giờ mình tìm mối tình cho nó sâu, đừng có cạn giống như hai mối tình trước đi. Qua đây. Đúng. Người bên đây sống sâu sắc. Để tôi coi bên đây sâu không. Nấu ăn được, muốn nấu món gì mà nấu. Chào nhà trai. Yeah. Nhà trai bao nhiêu mối tình rồi? Em thì em chỉ dừng lại ở tìm hiểu thôi. Còn quen chính thức thì chưa. Ở bên đây cũng không sâu đâu ạ. À. Nó cạn lắm. Chỉ có tìm hiểu thôi. Không sao, biết đâu bây giờ nó sâu thì sao. Đúng rồi. Mình muốn một cái mối tình sâu sắc thì tiêu chí như thế nào? Dạ nếu như mà sâu sắc thì em nghĩ là nó sẽ đi tương đương với chung thủy. Chung thủy. Và người hướng về gia đình. Rồi. Cái thứ hai điều em cần đó là người đó có đạo đức, biết đối nhân xử thế là được. Ừ. Dạ. Dạ. Đạo đức, chung thủy, điều đó ai cũng muốn hết. Bên đây có đạo đức không? Thôi ơi, bên đây có đạo đức không? Thôi ơi, trời ơi trời, mà hỏi nhà trai tôi vậy. Tôi hỏi theo yêu không cầu lẽ ta nói đó. Không lẽ ta nói không, nhìn thôi nó biết là con người đàng hoàng rồi. Cái mong muốn của nhà gái chỉ là vậy thôi, một người biết quan tâm nè, có đạo đức nè, biết đối nhân xử thế mà là được. Chung thủy không? Đó, chung thủy không? Có bầu bịch gì lăng nhăng không? Dạ không. Có mê gái không? Anh hỏi câu đó thì khó trả lời quá. Có mê nhưng mà đã mê ai thì một mối mê một mối. Dạ đúng rồi ha, đừng có mê 10 mối nha. Dạ vậy ta mới chung thủy đó. Em thường là quen ai thì người đó đi lấy chồng hết. Quen ai thì người đó đi lấy chồng hết. Trời trời. Coi nào, mới quen xong bên này còn đi lấy chồng không? Có khi nào vậy không anh? Có khi nào vậy không anh? Mình đã làm mấy cô đi lấy chồng rồi? À chắc là hai cô. Chắc là hai cô.
hỏi câu cũng nghiệt ngã dễ sợ luôn, hỏi trả lời cũng nghiệt ngã luôn. Hy vọng là mối tình này, nếu mà sau khi mở rào mà tâm đầu ý hợp và mối tình này nó sẽ sâu sát thì làm cho cô kia lấy chồng mà là lấy mình. Đúng rồi, lấy mình ha. Bây giờ là mong muốn có một người bạn gái như thế nào, nói cho chị Lan biết nè. Em muốn tìm một người là phải biết đối nhân xử thế giống bên kia. Cái thứ hai là phải biết tôn trọng gia đình hai bên. Vậy được rồi. Có đạo đức không? Biết đối nhân xử thế là đã có đạo đức rồi. Khỏi cần yêu cầu đẹp gì chứ. Bên đây là đẹp có sẵn rồi. Rồi. Khỏi cần yêu cầu. Bên kia có nhu cầu gì về ngoại hình không? Ngoại hình thì em nghĩ là sạch sẽ là được. Trời ơi, sạch sẽ là sao sạch sẽ? Ngày tắm mấy lần mới sạch nè, nói luôn để hỏi luôn nè. Sạch sẽ là sao? Cụ thể. Em không có nói được, nhưng mà kiểu như nhìn bằng mắt của mình á thì mình cảm nhận được. Nhìn về sạch sẽ không? Sạch hả? Râu ria tùm lum sạch sẽ luôn hả? Tối đi tắm rồi gội đầu rồi có gội râu không? Gội râu, nhuộm râu không? Gội râu xong nhuộm lại râu. Vậy sạch sẽ suốt lắm. Ngày vậy sạch sẽ vậy đó. Sạch sẽ lắm. Rồi. Rồi bây giờ mình hỏi người thân. Đúng đi. Rồi. Nhà trai đi với ai? Dạ em đi với em họ của em. Rồi. Em họ ha. Dạ chào nhà trai. Em họ nãy giờ cười tủm tỉm hoài. Chào anh Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan. Em là em họ của anh Tiến. Em thấy bạn gái bên đây dễ thương. Làm gì bối rối vậy? Lần đầu. Nó dễ thương, hiền. Hiền à? Hiền không? Hiền. Thấy được á. Thấy được hợp rồi. Không? Thấy dạ, hai hợp. Anh chị hợp anh, không? Anh chị hợp. Rồi. Rồi nó rung rồi. Cảm ơn nhà trai. Nhà gái đi với ai vậy? Dạ em không có đi. Một mình hả? Dạ em đi một mình. Mình đẹp mình có quyền đi một mình để người khác người ta lo cho mình. Đúng rồi, bây giờ thì mở ra. Tiến nha, mạnh dạn lên nào. Qua bên kia là vui đó. Bước qua luôn. Qua đi Tiến. Rồi. Anh tới chương trình cũng có món quà tặng em. Chúc em luôn xinh đẹp và vui tươi như hồi đó. Dạ, em cảm ơn anh. Dạ. Bây giờ mình quay mặt ra, mình đối diện với nhau nói chuyện đi nào. Em thấy anh sao? Nếu về đánh giá có sạch sẽ như cái tiêu chí em đặt hay không? Dạ, được rồi. Dạ. Tại vì hôm nay gặp anh như vậy, nhưng mà có khi nào em gặp anh vào trường hợp khác, em thấy anh không sạch sẽ rồi. Không, em thấy anh bình thường. Dạ. Tại vì anh nói cho em biết là anh là kỹ thuật viên của ô tô. Đúng rồi, đó. Nên là khi mà ngày thường có thể gặp anh thì tay chân anh dầu nhớt và lấm lem lắm. Coi đồng tiền xương máu tôi đóng chưa? Không, cái từ sạch sẽ của em á, nó khác. Chứ không phải là tay chân dầu nhớt này kia. Đối với em nhiều khi đó là từ sạch sẽ đó. Không sạch sẽ ở đây là một cái gì đó nó một cái quá mức những cái cuộc sống bình thường ngày của mình á, bị bối đúng không? Chơi tùm lum tùm la đó. Dạ. Chứ không phải là tay chân dầu nhớt hay tính chất công việc của mình mà em gọi là không sạch sẽ. Dạ. Thì anh lên chương trình này có nhiều người nhắn gửi là dán kiếm một cái ngân hàng. Tại vì anh làm không giữ được tiền, cần người thủ quỹ. Không biết em có đồng ý làm người thủ quỹ đó của anh hay không thôi. Em là tiếp người của gia đình đó, cho nên là em làm thủ quỹ là rất là ổn. Em làm thủ quỹ là rất là ổn. Ok. Em rất là thích nghề thủ quỹ luôn. Bây giờ thì nói chung là mình cũng lớn rồi, thì mình gặp nhau ở đây là một cái duyên. Dạ. Còn phần nợ lại thì anh mong nó sẽ là cái nợ của anh. Dạ. Còn lại tùy đến cuối đời. Coi như anh nợ em suốt cuộc đời đúng không? Nhưng mà nợ có trả không hay là nợ hoài? Thì anh sẽ trả theo từng tháng và từng ngày. Trả góp. Quan trọng là em có cho anh trả được hay không? Hay quá. Em hỏi luôn cụ thể luôn bây giờ. Khoảng chừng nào thì em cho anh xíu nợ em? Không biết em đến khi nào em có thể lập gia đình. Dạ, khi mà em tham gia đây là em đã sẵn sàng rồi. Ok. Tại vì bản thân của mình cũng biết là mình đã 32 tuổi rồi. Đúng. Dạ, phụ nữ mà 32 tuổi thì em nghĩ là nó cũng đã phù hợp với lập chuyện lập gia đình rồi. Có một câu hỏi nữa anh muốn hỏi là không biết em có ngại về vấn đề làm dâu không? Em rất là thích làm dâu nha. Em rất là thích làm dâu nha. Okay. Em rất là thích người nhà của mình á, có người lớn tuổi để em thấy cái sự ấm áp ở đó. Okay. Cảm ơn em. Thì anh thì anh chia sẻ là ba anh mất sớm thì còn mẹ với anh, với em gái đang ở nhà, nên là anh muốn sau này là về làm dâu và chăm sóc mẹ. Đây nhà mình ở đâu anh ạ? Nhà anh đang ở quận 10. Quận 10, đây nhà mình luôn.
Đúng rồi, với ai nói luôn đi cho anh đang ở với mẹ đó. Với ai nữa? Với em gái nè. À, em gái chuẩn bị lấy chồng chưa? Đang chờ em mở đường trước á. Mở đường xong mời em gái lên đây ngồi luôn nha. Dạ. Đó, lo luôn. Chờ em họ ở dưới nó cũng đang chờ lên đây ngồi thay rồi, em đó. Rồi, đi lại gần chút xíu coi cho nó đỡ rung đi. Đó, bây giờ hai người nhìn thẳng nhau nói chuyện. Sao rung vậy? Đó, sao rung vậy? Sao rung vậy? Đó đi. Có rung đâu. Thấy em xinh quá rồi, rung như thế nào. Anh em của mình gặp nhau là một cái duyên rồi. Tại vì em thấy là rất là nhiều người, nhưng mà ông bà mối lại xe anh với em để gặp nhau, đó là cái duyên. Còn về phần nợ hay không á, thì em nghĩ là thời gian sẽ trả lời cho mình. Mới đi nãy giờ nói chuyện bạn gái á, mình cảm xúc thế nào? Thì em thấy hôm nay mới lạnh hơi lạnh. Hôm nay mới lạnh hơi lạnh. Đừng quá. Nãy giờ khi nói chuyện với vui thì Tiến thấy sao, nói cho vui biết đi. Nghe tên là đã vui rồi nên là nói chuyện là sẽ phải vui nữa. Thí dụ như tương lai mình về nhau đó thì em muốn trai đầu lòng, gái đầu lòng hay gì đó? Cho anh nói trước nha, quan điểm trong hôn nhân của anh là đầu tiên là phải tin tưởng, chung thủy, còn con thì không quan trọng, trời cho là đứa nào mình nhận đứa đó. Dạ. Còn không biết em sao ha? Em thì cũng vậy luôn, em không quan trọng, nhưng mà thiên về con gái hơn. Anh là cháu đích tôn, có thể là sẽ hơi áp lực. Dạ. Nhưng mà anh cũng không áp lực vấn đề đó. Không sao đâu, áp lực thì mình cứ đẻ hoài thôi. Áp lực thì mình cứ đẻ hoài thôi. Đẻ như nào có con trai đôi. Ủa trời, cái okay, gì luôn mà. Hả? Quan trọng là có sức làm, sức nuôi hay không. Dạ, dạ đúng rồi. Em càng đẻ nó càng phải sửa xe nhiều đó. Trốn luôn á. Vậy là cái đó là lúc đó là tại anh chứ không phải là tại em. Sao tại anh? Tại vì anh nuôi không nổi. Chứ không phải là tại em không chịu đẻ. Anh nuôi bao nhiêu em đẻ bao nhiêu hả? Dạ đúng rồi. Quá bản lĩnh luôn. Hai bạn về chỗ ngồi đi. Để tay vào nút bấm và lắng lòng mình lại. Bấm hay không là quyền các bạn nha. Các bạn hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi đưa ra quyết định của mình. Và sau khi chúng ta quyết định thì phải có trách nhiệm với quyết định của mình nha. Chuẩn bị nha. 3 2 1. Hết thời gian. Như vậy là nhà gái không bấm ạ. Dạ em xin lỗi, tại vì qua những cái mối tình đó đó thì em nghĩ là em sẽ cảm nhận từ con tim của mình. Đối với anh á, nhìn anh em rất là thiện cảm và rất là mến. Tại vì anh là kiểu như đem lại cho em một cái cảm giác rất là hài hòa. Nhưng mà em nghĩ là mình hợp để làm bạn hơn, chứ không phải làm yêu. Hợp để làm bạn hơn, chứ không phải làm yêu. Chúng ta phải làm chủ cái cảm xúc của mình, làm chủ cái nhịp đập con tim của mình. Không thể quyết định vì bất cứ điều gì làm sai với suy nghĩ của mình, như thế nó sẽ không có tốt cho mình, đúng không? Rồi hãy nói thẳng nói thật với nhau như vậy. Không sao, chúng ta cứ làm bạn với nhau. Rồi biết đâu một ngày nào đó Tiến sẽ chinh phục được vui, bắt tay làm bạn với nhau. Biết đâu là bạn từ từ rồi cái gì tới nó tới Tiến. Yeah. Ăn thua mình trồng cây si. Mình tới nhà mình coi có xe gì mình cứ sửa. Không hư cũng sửa. Không sửa được thì hỏi xe bạn của bạn có không, mình sửa xe của bạn ấy. Được không? Dạ yeah, được. Đó, hy vọng là các bạn sẽ sớm tìm một nửa manh ghép của mình để hợp với mình. Yeah. Nha. Dạ, em nói Bình Thuận. Bình Thuận thì đi vòng qua chỗ Buôn Ma Thuột thì cũng xa lắm. Dạ, em chưa đi lần nào nhưng mà em nghĩ là chắc cũng... Có cái đường đi đẹp lắm. Dạ anh, em thấy cũng hơi xa. Không, được. Anh ơi. Hey, em muốn là tương lai sống ở thành phố Hồ Chí Minh, anh nghĩ sao? Sẽ sống ở thành phố Hồ Chí Minh, ra ngoài đi điện sự đó nó đỡ kẹt xe hơn em. Dạ, tại lúc nãy em có giới thiệu là em hay xe á, cho nên đó là em rất là ngại mà mình đi tới đi lui xa thôi. Nhưng mà đối với em, nếu mà mình có duyên á, khi mà bấm nút rồi á, mà có duyên tiến tới nữa thì anh ở đâu em sẽ ở đó. Em là Thân Trọng Vũ và em sinh năm 1987, quê em ở thành phố Buôn Ma Thuột. Hiện tại thì đang sinh sống và làm việc tại quận 12. Em làm bên kinh doanh của một công ty về thức ăn nhanh. Coi như là phòng kinh doanh đó đúng không? Dạ đúng rồi. Mời em gái giới thiệu. Em xin được trân trọng giới thiệu, em tên là Phạm Thị Như Ái. Năm nay em tròn 29 tuổi. Gia đình của em hiện tại đang sinh sống tại Bình Thuận, nhưng mà em cùng sống cùng với em trai của mình tại thành phố Hồ Chí Minh. Công việc hiện tại của em là nhân viên văn phòng, với bộ phận là nhân viên tư vấn chăm sóc hỗ trợ bệnh nhân điều trị bệnh thoát vị ở đệm và thoái hóa cuộc sống của nhà thuốc gia truyền Đông Y Trần Vượng tại Củ Chi. Nãy giờ chưa tưởng em giới thiệu nghề nghiệp em là MC chứ. Dạ. Nói càng dài làm thoát vị.
Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Dạ thưa chị, là điểm mạnh của em là một người vui vẻ, năng động và tự tin, là mẫu người của gia đình. Đối với em, gia đình là trên hết. Em thích nấu ăn, em thích chăm trẻ. Em rất là có kinh nghiệm chăm trẻ sơ sinh. Bởi vì là trước đây đó chị, em đã từng chăm và nuôi đẻ cho chị gái của mình 3 lần. Dạ. Giỏi vậy ta. Dạ, cho nên trong công việc thì em là một người rất là nhiệt tình và năng nổ. Đối với em đã làm là làm đến chốn, thân thiện và vui vẻ với mọi người và rất là dễ làm quen. Còn về cái khuyết điểm của em á, chính là em thích du lịch nhưng mà em lại say xe. Điều đó làm cho em có thể là rất là bất tiện trong những cái chuyến dã ngoại đi chơi xa với lại người thân và bạn bè. Nhưng mà em có thể uống thuốc. Dạ. Còn một cái khuyết điểm nữa là em cảm thấy mình là một người rất là thẳng thắn. Chính vì thẳng thắn cho nên là có cái chuyện gì đó là em không giữ trong lòng được, là em sẽ nói ra ngay. Dạ. Thế thì cũng không vấn đề gì. Dạ. Rồi, mời bạn trai. Ưu điểm của em thì em thẳng thắn, biết nấu ăn, chăm lo cho và luôn luôn nghĩ về gia đình. Thì em là một mẫu người đàn ông của gia đình. Em là một người cũng khá là vui tính. Thì về cái tật xấu thì cũng hơi chậm. Ví dụ như có thể là một cái bắt đầu một cái công việc mới thì em sẽ là làm việc chậm hơn bình thường, nhưng mà khi mà em đã làm quen một công việc đó thì em tự tin mình làm rất là nhanh. Đó, thì không nó sao? Cũng là anh thường chậm đúng không? Cho anh trước mới chậm. Em cái thứ hai nữa là em cũng cảm thấy là mình chậm, tại vì bằng tuổi em thì con cái đồ đông hết rồi mà em cũng đi sâu vài bước. Em có mấy mối tình rồi Vũ? Em có 2 mối tình. Tại sao mình phải lại chia tay? Do cái khắc tuổi mệnh. Em hợp với tuổi gì? 91 nè, 89. Nơi hợp với tuổi em phải anh? Em tính mấy? Thì em 89. Rồi vô, khỏi nói nữa. Để yêu nhau 2-3 năm mà nó không hợp tuổi. Anh lo là lo cái đó đó. Bây giờ hợp rồi thì chắc chắn là phải giữ nha. Dạ. Cái tình trường của em sao? Tính ra thì em có một mối tình chính thức và 2 mối tình kiểu say nắng chị. Đến năm 2015 thì em lần đầu tiên quen chính thức là em 25 tuổi. Thì cũng có tìm hiểu, tại vì cùng quê chị gần nhà. Quen một thời gian thì cái không hợp đó chính là yêu xa, không cảm thông, không có chia sẻ được với nhau, khác quan điểm. Mà em cảm thấy chuyện tình yêu của em á chị, nó không có giống như những gì em mong muốn. Em chưa có một sự tỏ tình lãng mạn như em mong. Giống như là mình quen, mình thích thì mình đi chơi rồi xong rồi đường ai nấy đi. Giống như cái kiểu là sáng thì nắng, còn chiều lại thì coi như là tắt đèn luôn vậy chị. Nghe em gái tâm sự mà thấy thương. Nói chung quá. Là em cần một cái gì đó nó gì? Khao khát một cái tình yêu cho nó lãng mạn một chút. Rồi thôi bây giờ bỏ qua chuyện buồn đi. Bây giờ mình nói cái chuyện mới đây đi ha. Em gái cần tìm một người yêu như thế nào? Em rất là nghiêm túc và em mong muốn sao tìm được một người có thể hiểu em, có thể thương em và có thể là chăm lo cho gia đình của mình. Chỉ cần là có một cái vẻ bề ngoài ưa nhìn, có một khuôn mặt hiền lành phúc hậu và có một người cười tỏa sáng như em là được. Vì em không thích người bạn trai. Dạ, chị lừa dối. Không biết quan tâm tới gia đình. Em không thích người đàn ông cọc cằn nóng tính. Em trai, em có cọc cằn nóng tính không? Em toàn bị người ta ăn hiếp thôi chứ em không chưa nóng được với ai chị ơi. Dạ. Nãy giờ bạn gái yêu cầu vậy, em thấy em đáp ứng được khoảng bao nhiêu phần trăm? Hầu hết là em cũng đáp ứng được. Vậy là tốt. Mẫu người bạn gái em cần tìm là như thế nào? Còn em, mẫu người bạn gái của em á, thì em mong là một người phụ nữ của gia đình. Em nghe bạn ái bên đấy nói thì bạn đó cũng biết chăm con, thì đó là một điều rất là tuyệt vời. Được rồi, nhưng cũng đừng vì cái điều mà phụ nữ biết chăm sóc con cái mà mình không chăm sóc phụ nha. Đàn ông mình bây giờ cũng phải chăm sóc phụ, con cái chia sẻ với phụ nữ ha. Dạ. Rồi thì vậy tốt rồi đó. Rồi em chào chị. Chào em. Cái điều gì em không thích ở người phụ nữ? Chắc là hút thuốc, đánh bài, đua xe hay là những vấn đề đấy. Em nói mấy cái của đàn ông không vậy? Người phụ nữ nào mà có nhiêu đó chắc đuối luôn à. Tại vì cái đấy là em không thích thật. Dạ. Không ai thích hết trơn mà cũng không ai có đâu sợ. Rồi bây giờ chị hỏi em nè, là mình đã sẵn sàng chuẩn bị cho cái cuộc sống hôn nhân chưa? Thì em cũng có chuẩn bị nhưng mà nói thì hiện tại thì cũng chưa có nhà ở trong này, nhưng mà em quyết định là lập nghiệp trong này thì chắc cũng sẽ có trong một thời gian ngắn thôi. Bao lâu nữa thì mình có thể tính tới chuyện đám cưới được? 6 tháng hay 1 năm nó không thành vấn đề, thì cũng cần là sinh sớm một chút. Dạ đúng rồi. Mọi thứ chị thấy chuẩn là ok hết rồi. Vấn đề làm sao em thuyết phục được bạn gái. Chứ chị thấy hay, bạn gái là rất phù hợp với tiêu chí của em luôn. Dạ. Cố gắng lên nha, tự tin, bản lĩnh. Dạ, quyết chiến quyết thắng. Em cảm ơn chị. Được. Để em qua tham khảo thăm bạn gái rồi sao nha. Được. Anh hỏi giúp em. Chào anh Linh. Chào em gái. Dạ. Chị thương ha. Em trai bên của anh á, theo anh đoán được là đây là chàng trai rất là vững chãi ha, rất là chân thành được.
và cũng biết lo cho gia đình. Còn em nãy giờ em nghe nói thì em cảm giác ảnh như thế nào? Cũng phù hợp với mẫu người của em, cũng khoảng 60%. 60% hả? Dạ. Được rồi, em nãy em nói ở Bình Thuận phải không? Dạ, em ở Bình Thuận á. Bình Thuận thì đi vòng qua chỗ Buôn Mê Thuột thì cũng không xa lắm. Dạ, em chưa đi lần nào nhưng mà em nghĩ là chắc cũng... Có cái đường đi đẹp lắm. Vậy hả anh? Em thấy cũng hơi xa. Không, được rồi. Anh ơi. Em muốn là tương lai sống ở thành phố Hồ Chí Minh, anh nghĩ làm sao? Sẽ sống ở thành phố Hồ Chí Minh, ra ngoài rì rì, sự ở đó nó đỡ kẹt xe hơn em. Dạ, tại lúc nãy em có giới thiệu là em say xe á, cho nên đó là em rất là ngại mà mình đi tới đi lui xa xôi. Nhưng mà đối với em, nếu mà mình có duyên á, khi mà bấm nút rồi á, mà có duyên tiến tới nữa thì anh ở đâu em sẽ ở đó. Hay quá. Biết nói dễ sợ vậy. Không, nãy giờ nói chuyện anh thấy rất là hay đó. Anh chấm em rồi đó. Dạ. Được. Mạch lạc ha. Mạch lạc. Bên đàn gái, ok. Nhà gái chuẩn lắm á, nhà trai cố lên nha. Được rồi. Rồi bây giờ mình đi với ai không nè, để ý kiến của người thân. Hôm nay thì em đi với những trợ lý xinh đẹp của em, cũng FA luôn chị. Một người góp mặt hôm nay em xin trân trọng, đó là anh Trần Cường, chính là sếp của em. Rồi. Chào anh Nguyễn Linh và chị Cát Tường và các anh chị trong trường quay. Xin nhận xét người bạn trai bên này thì rất là cao ráo và dễ nhìn. Đó, và nhân viên kinh doanh, cho nên là cũng rất là phù hợp với phong cách của Như Ái bên kia. Nhận xét về Như Ái trong công việc thì Như Ái rất là một người rất năng nổ, nhiệt huyết, đã làm công việc gì thì làm từ A đến Z, làm cho tới nơi đến chốn. Anh thấy bên này là rất ok, đúng tiêu chí mà em đặt ra. Nhưng mà sếp phải tạo điều kiện cho những lúc mà hẹn hò chứ, được không? Ok, đấy là trách nhiệm của sếp phải hỗ trợ cho làm sao Như Ái có một cái mái ấm. Đúng rồi, đúng rồi sếp. Trai đi với ai? Hiện tại thì em đang đi với lại giám đốc của công ty. Bên cạnh là em trai, em ruột của em. Rồi, rồi mời sếp trước đi ạ. Chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường. Chào Vũ với lại là em ở góc độ của cá nhân anh, cho anh chia sẻ với Vũ chút xíu. Ở chỗ bạn ái thì nói về ngoại hình thì rất là tốt rồi, rất là đẹp, rất là xinh. Tính cách, cá tính mạnh mẽ, đó là một người đáng để làm vợ đấy. Còn ở góc độ của Vũ thì một người con trai rất là khéo, nói khéo như tài lẻ lắm đó. Cái thứ nhất, cái thứ hai là trong công việc thì rất là kiên định, chịu khó, cũng đáng là người để làm chồng. Nên là anh mong hai em cố gắng. Okay. Dạ, cảm ơn anh. Rồi, cảm ơn anh. Bây giờ con sẽ kéo màn lên cho hai bạn gặp mặt nha. Dạ, rồi. Xin mời. Dạ. Anh có một cái... để em nhận trước em ha. Dạ. Em gửi anh. Ừ rồi, cảm ơn em. Cái bao thơ đó là cái gì em? Quà đó mình có thể xem được không? Dạ được chị. Anh cứ giải quyết từng phần quà có từng người một đi anh. Rồi, giải quyết quà từng người một kìa. Cái hoa này thì tự anh làm, nhưng mà tự anh cắm. Thì còn cái này là một sản phẩm công ty anh, thì anh cũng sẵn, tại vì anh kinh doanh anh bán này. Dạ. Thì anh gửi em. Em cảm ơn anh. Mà dạ. Sao mà em làm được cái giỏ hoa đẹp vậy? Dạ em ơi, em mua chị ơi, nhưng mà nó rớt ra em cắm lại rồi. Em coi quà bạn gái kìa. Chào anh, người lạ ơi, qua chương trình bạn muốn hẹn hò nay em được gặp anh. Phải chăng đó là chữ duyên? Người ta nói duyên là do người xếp đặt, phận là do người chọn. Em hy vọng chương trình sẽ mang lại điều kỳ diệu cho chúng ta ngày hôm nay. Em gửi tặng anh món quà làm kỷ niệm cho duyên gặp nhau này. Chúc anh và gia đình vui khỏe hạnh phúc. Ái. Cô ấy chuẩn bị rất kỹ cho buổi gặp mặt ngày hôm nay đó. Khui quà luôn em. Anh có thể khui quà của anh á. Ồ. Cái gì vậy em? em tưởng con rắn. Không phải. Không phải là em tự chuẩn bị. Cứ mở ra cứ đậy lại. Em. Anh có thể giúp em mở ra được không ạ? Nó là một cái hình đây là hai người. Anh có thể anh có thể mở cái nút ở dưới được không? Gì bố rố quá vậy, đẹp quá.
Cái món quà này đó anh nhìn vô anh thấy nếu mà mình nhìn bình thường thì nó chỉ là một cái món quà, một cái vòng tròn thủy tinh và chỉ có hai người rất là bình thường. Nhưng mà khi mà mình bật cái nút nhạc lên, nó nhạc vang lên và nó có nhiều màu sắc, nó đổi, nó thay đổi. Điều đó cũng có nghĩa là cuộc sống này nó có rất là nhiều màu sắc, nhiều cái cung bậc, cũng như có bốn mùa xuân hạ thu đông. Có thể liên tưởng tới bốn vị ngọt đắng cay bùi của cuộc sống này. Thì em hy vọng rằng nếu như mình có duyên với nhau thì em và anh sẽ cùng nhau trải qua, vượt qua tất cả những khó khăn để mình đến với bến bờ hạnh phúc và có một cái cuộc sống như những người khác mong đợi. Hay quá. Nhưng mà em tặng quà này không phải là nó ý nghĩa vậy mà anh bấm nút nha. Không phải, nếu như mình có duyên thì anh bấm nút, còn nếu không có duyên thì em nghĩ đó sẽ là một người bạn của anh. Khi mà anh buồn anh có thể bật nhạc, khi anh vui anh cũng có thể bật nhạc và tiếng nhạc sẽ làm cho anh cân bằng cuộc sống lại và anh sẽ vui hơn. Chính xác. Hiện tại vào lúc này thì anh cảm thấy là khi mà sau khi nhận được món quà và những lời của em thì anh cũng thật sự rất là vui rồi. Yeah. Thì cũng cảm ơn em vì cái món quà này. Anh em mình muốn lên một cái chương trình như thế này thì cũng trải qua khá là một nhiều quãng thời gian. Ngoài đường thì cũng rất là đông, có thể là anh em mình gặp nhau nhưng mà chưa chắc đã được ngồi lại nói chuyện với nhau như thế này. Thì anh mong là nếu như mà đã có duyên như vậy thì anh em mình hãy cho nhau một cái cơ hội để biến là cái hình trái tim này, này nó đúng nghĩa với nó luôn. Anh có câu hỏi gì dành cho em không? Thì hiện tại thì anh cũng có nhiều câu hỏi nhưng mà anh nghĩ là những gì nãy giờ anh nói chuyện với em á và anh nghe những lời của em nói thì anh nghĩ là như thế cũng là đủ để anh phải biết anh cần làm gì. Yeah. Anh có thích làm những công việc từ thiện không? Anh cũng hay đi. Em nghĩ là mai mốt anh không cần đi xa đâu. Tại vì nhà thuốc của em á là vào những ngày cuối tuần, anh thứ bảy chủ nhật á là bên em thường tổ chức những buổi đắp thuốc từ thiện, bấm nguyệt hoặc là chữa nắng chỉnh xương dành cho tất cả những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đến đó điều trị thoát vị giữa đệm và thoát khỏi cuộc sống. Anh có thể là chia sẻ công việc với em và có thể đến đó cùng với em giúp thầy của em được không? Anh sẵn sàng thôi. Hiện tại á mẹ em ở dưới quê á. Nói chung là gia đình của em thì không có làm nông nhưng mà có buôn bán và lúc nào cũng tôn trọng cái sức lao động. Chính vì vậy là mặc dù lớn tuổi nhưng mà mẹ em vẫn làm công việc. Tới thời điểm này mẹ em rất là vất vả nấu món ăn để mà bán đồ ăn sáng. Nên là em rất là thương mẹ của em. Em hy vọng là em sẽ gặp được một người có thể hiểu em và chia sẻ em. Có nghĩa là sẽ thương mẹ của em. Cũng như là thương em thì phải thương những người thân của em. Thương mẹ của em như thương mẹ của anh. Anh có làm được không? Gia đình anh thì xuất phát là từ nghề nông. Bên anh từ nhỏ đã làm cà phê rồi. Nhưng có thể là nuôi 6 anh chị em đều học đại học và ra trường đều đi làm hết. Thì anh cũng xuất phát từ nghề nông. Và nên những cái vấn đề đấy thì anh nghĩ là nó khá là bình thường đối với anh. Mẹ em chỉ mong muốn sao cho những đứa con của mẹ em có cuộc sống hạnh phúc, lúc nào cũng vui tươi là mẹ em đã vui rồi. Cho nên là em cần một người có thể hiểu và sống tình cảm như vậy đó. Đường đời á, em gặp rất là nhiều sự lựa chọn. Có đôi lần em sự lựa chọn sẽ sai lầm. Yeah. Thì ngày hôm nay cũng là một sự lựa chọn nhưng mà sự lựa chọn lớn hơn. Thì anh nghĩ là anh cũng không phụ lòng em để mà làm em phải sai lầm trong cái lựa chọn này. Hay quá. Hôm nay tôi chứng kiến một câu chuyện này đầy cảm xúc đấy. Không nói nhiều nữa, con tim các bạn sẽ mách bảo điều đó. 3 tiếng đếm bắt đầu. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng. Chúc mừng hai bạn. Cô gái đấy. Đây là một cặp đôi mà tôi cảm thấy rất là tâm đắc. Anh nghĩ rằng chúng ta đủ bản lĩnh để vượt qua tất cả khó khăn, tất cả vất vả, tất cả giông bão trong cuộc sống. Hai bạn bấm nút mà tôi muốn khóc luôn đó. Thật sự nghe cuộc nói chuyện của hai bạn rất là xúc động. Thật tuyệt vời nha. Cố gắng nha. Anh mong chờ tin vui từ các bạn. Đây là chiếc vé xem phim cùng đạp Cinebox 212 Lý Kiên Thắng gửi tặng các bạn. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax, phiếu quà tặng trị giá 1 triệu đồng đến từ thương hiệu Couple TX gửi tặng hai bạn. Đây là chiếc TV 50 inch UBC TV, TV LED công nghệ Nhật Bản sẽ nằm trong ngôi nhà các bạn. Nếu như các bạn đồng ý kết hôn với nhau, hãy hôn nhau nụ hôn đầu tiên. Ở đây biết bao nhiêu người đã hôn nhau rồi. Hôn đi anh. Khó vậy. Hôn thì khó. Em với anh Vũ cảm ơn chương trình và anh Quyền Linh chị Cát Tường nhiều nha. Cố gắng. Hạnh phúc các bạn nha. Tiến đến hôn nhân, cưới nhau, yêu thương nhau và chăm sóc cho hai mẹ nha. Đúng ngày chưa? Chưa chưa? Thì chứ lúc giận làm gì? Chỉ la rồi cái thôi. Ví dụ như tức quá hết bất kỳ cái mức độ bằng nạt sao bằng nạt thử. Em gái làm sai mà em không nghe nó. Tao nói mày sai kìa, mày nghe lời không? Rồi, nó không nghe thôi. Trời ơi. Vậy bình thường. Chạy dữ dội không?
thấy thường. Không chấp nhận được. Còn bạn trai, bạn có khuyết điểm gì nói cho bạn gái nghe luôn đi. Em ham chơi, bạn rủ đi chơi đâu là không có từ chối. Ham chơi là gì nữa? Wow. Ngồi xuống đi, ngồi xuống bình tĩnh. Mời bạn gái. Chào chị Cát Tường, chào anh Hoàng Linh và tất cả các bạn khán giả ạ. Rồi, chào bạn. Rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu giới thiệu mình tên gì? Dạ, em tên đầy đủ là Nguyễn Thái Bảo. Năm nay em 30 tuổi, cộng thêm 4 nữa là 34. Sinh ra ở Long An, lớn lên Tiền Giang. Học ở Cần Thơ, làm việc ở Long An. Công việc em là giám sát bán hàng bên ván sữa. Là mình chỉ lên tham gia bạn muốn hẹn hò thôi là mình về lại Long An á hả? Nếu mà bạn gái mình kia bấm nút thì chắc em ở lại quá. Oh, hay hay hay. Rồi em gái mình giới thiệu đi em. Em tên là Kim Thoa, em 25 tuổi, hiện đang là kế toán của một công ty tư nhân. Em hiện tại thì đang trọ Gò Vấp, quê Long An. Rồi ngon lành, là hai bạn mình lên Long An luôn. Long An ở đâu hả bạn gái? Em ở Đức Hòa anh. Anh ở Châu Thành, anh ở Châu Thành. Và trước giờ mình có được bao nhiêu mối tình rồi? Mối tình chính thức thì một, còn mối tình mà dây dưa thì cũng ba bốn cái. Dây dưa là dây dưa thì sao? Nói chung là bạn bè rồi cái khi mà nghĩ xa hơn thì em cảm thấy nó không có... Nghĩa là trên tình bạn bình thường nhưng mà nó chưa tới là tình yêu. Dạ. Trải qua mấy mối tình rồi? Hai anh ơi, Quỳnh Linh. Mối tình thứ nhất lâu chưa? Mối tình thứ nhất em thời sinh viên học ở Cần Thơ đó, cũng chưa gọi là yêu thương gì hết. Nhưng mà có xin địa chỉ của cô ở Bến Tre. Dịp Tết đó em quyết định em đi qua nhà cô ấy luôn. Đến gần tới nhà thì cũng như một bạn chở cô ấy bằng xe đạp, hát bài xe đạp ơi. Em nói Hương, nhà em đâu anh tới chúc Tết em nè. Cái cô ấy xin làm người xa lạ với em. Im lặng luôn. Dạ còn em thì còn thương đâu rắn mọc sau hè. Tôi biết bài này, từ bài này ra là cậu với mẹ nhổ tóc cho nhau đúng không? Tóc sâu đó hả? Dạ. Hèn chi. Tóc em thì không có sâu. Hả? Không có sâu thì sao mà? Dạ, tại vì nó có bô đen thằng buổi. Trống trơn hả? Hiện đại. Ủa hiện đại gì nó trống trơn vậy đó hả? Dạ. Lạ vậy. Rồi mối tình thứ hai. Mối tình thứ hai cũng thương nhau. Nhưng mà cô ta đòi nếu mà cưới á là phải về ở cha mẹ cô ta. Còn em thì có một bệnh ên à. Cha mẹ có một bệnh trai à. Không có thể đi được. Cái đó là cái cách trở mà không vượt qua được. Vậy là em phải lấy vợ về để làm dâu trong nhà đúng không? Dạ. Rồi em mà chịu lì là làm dâu không? Định hướng của em là tính là lập nghiệp ở thành phố. Vậy là không chịu đi về quê Long An? Dạ, biết đâu duyên nợ tới thì theo lời của trái tim vậy à. Bạn muốn một người bạn trai như thế nào? Cũng sống tình cảm, cũng quan tâm, rồi công việc ổn định, nói chung là chững chạc à. Về ngoại hình, bạn thích mẫu người như thế nào? Dễ nhìn là được rồi, không cần đẹp trai. Mà cao hơn em. Bạn cao mét mấy? Em khoảng có 5'7" à. Ồ, vậy được rồi, chắc chắn rồi. Có lý rồi em. Bạn thích bạn trai tóc dài, tóc ngắn? Gọn gàng anh. Mày gọn luôn á. Sao chị rất đẹp. Điều gì bạn không thích ở người bạn gái? Đành đá, đua đòi, không lễ phép. Ăn mặc thì đừng có lè lẹt quá. Nó phải sự pha trộn với truyền thống, hiện đại. Với lại không biết quan tâm với gia đình. Không ăn cũng không sao. Có gì mình tập hoặc là mình ăn cơm tiệm. Dễ thương. Thích bạn gái mình mẫu hình như thế nào? Ngoại hình thì khoảng 1m55 được rồi. Với lại em thích nữ có bàn tay chân đẹp. Chăm sóc vậy đó. Như thế nào là đẹp? Thon thả, bàn tay không? Màu mè vậy được không? Được chị. Được hả? Đừng có đỏ quá. Đẹp. Nè, đứng lên. Đứng lên, chị coi. Dạ. Bàn tay được không? Dạ được, tốt rồi chị. Đâu, nắm thử coi. Cho phép không? Mới nắm vậy? Không. Không cho phép sao nắm? Được không? Dạ, êm. Êm mà, mềm mại. Êm hả? Đúng với ý mình chưa? Bạn trai bên đó rất là dễ thương. Tánh tình cũng thấy rất là thật thà. Sao em thấy em có tật xấu gì không? Không dữ hả? Rồi mặt mày vậy mà không dữ hả? Rồi quýnh ai chưa? Dạ chưa. Rồi chứ lúc giận làm gì? Chỉ la rồi cái thôi. Ví dụ như tức quá hết mức thì cái mức độ bằng nạt sao bằng nạt thử. Em gái làm sai mà em không nghe nó. Tao nói mày sai kìa, mày nghe lời không? Rồi, nó không nghe thôi. Vậy bình thường. Làm dữ vậy thôi. Vậy dữ rồi không? Thấy thường. Không. Chấp nhận được. Còn bạn trai, bạn có khuyết điểm gì nói cho bạn gái nghe luôn đi. Em ham chơi. Bạn rủ đi chơi đâu là không có từ chối. Ham chơi là gì nữa?
ai mà nói gì đó hơi xúc phạm hay buồn cái là bộc phát liền, em không giấu được cảm xúc của mình. Hôm nay bạn đi với ai? Đi với chị ruột. Chào hai anh chị MC. À, chị hai thấy cô bé này sao? Em thấy bé dễ thương chị. Có tiêu chuẩn phù hợp làm dâu nhà mình không? Dạ em thấy thích lắm, phù hợp. Bây giờ cái vụ mà cô này cô không có chịu đi về quê đó thì nếu như là chị thì thấy xử lý thì sao? Thấy cũng hơi bị tiếc đó chị. Tại vì gia đình em á là thích có con dâu hoặc em dâu lắm. Nhưng mà hãy về được chung với cha mẹ em thì vui lắm. À, chị đang lo là nếu mà lấy chồng không ai về chăm sóc mà ba mẹ dưới quê đúng không? Dạ. Nói đến đó chị hai xúc động thấy không? Thành ra bằng mọi giá sao kiếm người về chăm sóc gia đình ở dưới quê á là được rồi. Còn mình có đi với ai không? Dạ không ạ. Đi một mình thôi hả? Dạ. Để anh qua anh gặp bạn gái của quê em chút xíu thôi. Thuyết phục cổ về quê chút đi giùm cho chị hai. Thấy chị hai chị khóc chưa? Dạ thấy. À, thí dụ giờ về dưới được gì dưới cũng có chỗ làm ăn mà. Thì em nói là nói như vậy nhưng mà xuất giá thì phải tòng phu, em hiểu câu đó. Tòng phu ha. Không mà biết là có hợp không nữa anh ơi. Hợp, bạn này rất là thật. Nói về gia đình dưới quê rất là cảm động, giống chị vậy đó. Dạ. Anh thấy những người đó là người ta thật tình lắm. Không yêu thôi, yêu tới bến luôn á. Về quê nha. Để coi ạ. Về không? Nếu mà thương mới về. Mà nếu thương về không? Về. Thương thì về đó, về được rồi. Thương thì về. Tôi thuyết phục vậy rồi đó. Cảm ơn Huỳnh Linh khéo quá. Ráng nha. 2 phút mình gặp nhau mình trao đổi ha. Mình coi nếu mà mình thực sự có rung động thì mình cho nhau một cái cơ hội. Dạ. Ha. Chúng ta kéo màn lên. Kéo màn lên. Gặp nhau. Chào anh. Có món quà tặng em. Em cảm ơn ạ. Dán sữa đó. Không quá. Em làm nhiệm vụ xong cái tính tiếp ha. Có món quà tặng chị Sơn. Rồi, cảm ơn em. Có tôi không mà nhìn vậy? Của con anh. Hai mặt con, cảm ơn em. Ôi chị. Em thấy anh thì sao? Em nhìn anh thấy hiền lành. Ai cũng nói vậy hết em. Anh thấy em sao? Không hiền bằng anh. Em hơi cá tính à? Hy vọng cho nhau cơ hội để tìm hiểu. Ủa rồi anh đi làm suốt ngày luôn hả? Có ngày cuối tuần có được nghỉ không? Được em, nghỉ ngày Chủ nhật. Chừng ngày Chủ nhật thì anh đi giải trí bằng cách ca hát. Thích hát lắm. Hồi nhỏ là cũng ước mơ làm ca sĩ nè. Mà tại không được đẹp trai nên không dám lần ký đi hát đâu hết. Dạ. Giờ đứng hát thuyết phục cổ cái đi thử coi. Rồi ok. Rồi đứng lên đàng hoàng nhìn cổ trong đó. Bắt đầu. Lần đầu anh gặp em, ôi không gian bao la dường như đã quay cuồng. Nỗi đau trong lòng anh tan theo giấc mơ mộng manh. Tiếc quá, phải đẹp trai chút nữa rồi đó, giờ làm ca sĩ rồi ha. Thôi quan điểm về tình yêu đi hai bạn. Yêu thì thích chung thủy, chia sẻ. Em cũng thích chung thủy, thích chia sẻ. Nhưng mà đôi lúc bạn trai á, em muốn có chí cầu tiến. Cũng có chí nhiều lắm. Chí nhiều lắm, cắt tóc luôn. Nói chung là anh từ nhỏ cũng tự lập nhiều lắm. Nếu mà lập gia đình thì bạn trai phải biết chia sẻ rồi quan tâm gia đình xíu á. Chứ em nghe anh ham chơi. Anh là tiếp người sống tình cảm, anh rất quan tâm với gia đình. Chị hay khóc lắm á. Dạ. Em hay khóc lắm đúng không? Mỗi lần xem TV mà thấy cái câu chuyện gì buồn cũng rưng rưng mắt. Hoặc là nghĩ cái chuyện gia đình mà có chuyện này chuyện kia cũng rưng rưng mắt. Em nấu ăn được nhưng mà nó không có ngon. Anh có chịu khó ăn không? Anh thì cũng dễ ăn lắm nhưng mà nấu cái món cá không phải ăn cá quanh năm được nữa nhưng mà dạ. Không ăn thịt. Dạ. Nhưng mà em lại ăn thịt. Thì chỉ mua 2 món kho chung vẫn được. Em ăn thịt, anh ăn cá. Ta cảm nhận về bạn gái ngồi phía trước mặt mình như thế nào? Cũng sung sướng với em, thăng trẻo, dễ thương, tóc đẹp. Em thấy tóc lạ, hình như ở đây em là lạ nhất luôn. Cũng hợp với khuôn mặt em mà. Rồi, nói một câu thật tình cảm xong rồi bấm nút. Anh hy vọng sau chương trình này mình hò hẹn với nhau. Và em anh hy vọng em sẽ về quê anh. Tại vì anh ba mẹ cậu gì đều mong chờ được đó. Bạn nữ muốn nói gì với bạn nam? Bạn nam dễ thương, hiền. Thôi em nói vậy thôi. Dễ thương, hiền. Nhưng mà còn bấm hay không chưa biết. Đặt tay vào nút nha. Suy nghĩ thật kỹ. Suy nghĩ thật kỹ xem có đồng ý hẹn hò với nhau hay không để quyết định nhấn nút. 1 2 3
hết thời gian. Bấm nút chậm vậy? Em muốn cho mình một cơ hội sau hồi suy nghĩ. Lúc đầu là ngại cái vụ là đi về quê đó phải không? Không. Chứ ngại vụ gì? Tại tính ông ham chơi nên em sợ, nhưng mà tại người trước thì lớn hơn em có tuổi 2 thôi, còn anh này lớn hơn em hơi nhiều nhiều nên em nghĩ là chắc cũng chừng chạc. À nhớ nha, người ta ngại cái gì thì mình phải rút kinh nghiệm chơi nha. Ham chơi giờ quá. Đi chơi nữa nè, cầm mấy cái vé xem phim này đi xem phim, đem theo cái dáng sữa uống. À. Đây thay mặt chương trình gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Trời ơi, cảm ơn chị. Đây gửi tặng hai bạn hai cặp loa sau mắt i5 để các bạn nghe nhạc. Nắm tay nhau một cái thử xem. Ai đẹp không? Đó hồi nãy khao khát đưa bàn tay mình hôn cái đi. Thôi chị. Cái đi. Hôn tay em. Ừ. Em cho phép anh hôn không em? Cần gì phải xin, nếu đã dễ là không cần xin. Không cần xin. Ta quần tay là không có nha. Quần jean rách. Quần jean rách. Không sao, cá tính. Tại em làm designer, em thích những cá tính. Ok. Rồi. Thôi nói chung bây giờ ấn tượng nó hoàn toàn không có giống bên đây. Có mà, có hai mí mà đúng không? Có, có. Nhưng mà đại khái là có nhiều thứ không giống lắm. Dạ. Thôi được rồi, kể đó tưởng tượng thôi. Dạ. Chúc gặp tính sau. Dạ. À, nói chung bên đây cũng sáng sủa lắm á. Dạ. Một người phong trần, cũng thư sinh, đẹp trai, cũng giỏi, kiếm tiền từ 18 tuổi. Dạ. Bên đàn gái cũng giỏi, hôm nay hai đứa đều giỏi hết. Thôi. À, ngày hôm nay em có thiết kế một cái này. Dạ. À, không, em đừng, em đừng đứng lên, lộ hàng hết, lộ hàng. Đây, hãy nói với chị, em gửi cho ai? Dạ, em muốn gửi cho anh trai bên kia. Ừ, dạ. Gửi với thành ý gì? Dạ, nó chỉ là lời nhắn của em để gửi cho anh đó thôi. Lời nhắn hả? Dạ. Lời nhắn này không rồi. Hai tay đàng hoàng, bên đây người ta trân trọng. Lời nhắn của bên nhà gái. Đấy. Gửi cho bên đàn trai. Đàn trai xin phép nhận. Có kèm bánh rồi tốt. Đúng rồi, đúng rồi. Đọc đi em. Dạ. Đọc đi rồi nhớ mãi. Đọc đi rồi cho ý kiến nha. Đúng không? Em cần cái đó đúng không? Dạ. Đọc lớn lên. Anh à, em là một cô gái bình thường nhưng chắc chắn sẽ khác với tất cả các cô gái khác. Em là người không ngại học hỏi và chăm chỉ để đạt được mục tiêu. Trong công việc, em hoàn toàn có thể làm hậu phương hỗ trợ cho anh với tất cả năng lực của em. Trong cuộc sống, sau này em sẽ sát cánh cùng anh để chăm sóc gia đình, cùng anh san sẻ từ việc con cái cho đến gia đình và ba mẹ hai bên. Em đang tìm kiếm người đàn ông có thể chưa có gì trong tay ngay bây giờ, nhưng chắc chắn sau này phải có chí tiến thủ, phải có trách nhiệm với gia đình và lo lắng được cho tương lai. Em không ngại cùng anh vượt qua khó khăn, nhưng anh phải chắc chắn một điều. Anh phải thật sự cố gắng hết mình cho cả hai để không phải vì chuyện miếng cơm manh áo mà sau này nặng lời với nhau. Điều thứ ba, em đưa ra thử thách này. Nếu anh đồng ý, em muốn cùng anh đặt mục tiêu cho tụi mình là anh sẽ đạt được thành công trong công việc và sẽ có được mức lương thu nhập ở con số 30 triệu một tháng. Anh đừng lo lắng. Không phải là bây giờ, không phải mình anh cố gắng sẽ có cả phần của em trong đó nữa. Anh chấp nhận thử thách này của em không? Em nói lương em nhiều tháng. Dạ. Nhà trai, nhà gái đều cách nhau có cái hàng rào thôi. Chúng ta cùng trao đổi nói chuyện lớn lên cho hai bên cùng nghe nha các bạn nha. Dạ. Mời nhà trai giới thiệu về mình. Dạ, em đầu tiên em xin kính chào anh Quyền Linh, em. Chị Hồng Vân và các bạn khán giả ở trường quay và bạn nữ bên kia. Em tên là Hoàng Ngọc Vũ, năm nay em 28 tuổi. Hiện tại thì em đang làm việc và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Vũ làm gì Vũ? Dạ em làm lập trình viên và marketing online. À, ở quận mấy Vũ? Dạ em làm ở nhà luôn. Ở nhà là quận dạ, mấy? Gò Vấp, Gò Vấp. Vũ 28 tuổi, lập trình viên, nhà ở Gò Vấp. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ giới thiệu về bản thân mình nào. Dạ em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quyền Linh, chào tất cả vì khán giả có mặt ở trường quay ngày hôm nay. Em tên là Jessica, năm nay em 26 tuổi. Em đang làm designer và editor của trung tâm tư vấn du học Âu Mỹ. Oh. Dạ. Em đến từ Đà Lạt. Vậy đó. Và hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Vậy á. Dạ. Tức em là làm em ở quận mấy? Dạ em làm ở quận 3 anh Quyền Linh. Quận 3 với Gò Vấp. Dạ. Cũng không xa mấy. Được, hợp lý. Jessica dạ. Hả? Tức là dạ. tên Việt của mình là gì? Dạ em tên là Thúy ạ. Thúy. Dạ. Rồi. Cứ gọi là Jessica Thúy đi nha. Thúy Vũ, Vũ Thúy nha. Rồi, Vũ có ưu điểm, khuyết điểm gì mình nói cho bên nhà gái nghe đi. Dạ ưu điểm của em thì em là một người sống rất là tình cảm. Rất là quan tâm đến gia đình. Tốt. Và em mà đã muốn làm cái gì á thì em sẽ quyết tâm làm đến cùng. Đó là những ưu điểm của em. Còn về mà khuyết điểm của em á thì thứ nhất là em có hút thuốc. Cái thứ hai á là em rất là kén ăn. Không hút thuốc hay hút thuốc? Có hút thuốc. Hút thuốc. Có hút thuốc và kén ăn hả? Dạ kén ăn, em rất là kén ăn tại vì nhiều khi mà mẹ em nấu mẹ em còn chê tại vì không có hợp khẩu vị của em á. Thôi thôi,
Mẹ nấu mà ông Học không biết ai nấu mới hợp đây. Trời ơi, không, tại vì ngon là được à. Tại vì em nêm nếm, em thấy ngon là được à. Mẹ em nấu không ngon gì. Không, không phải, mẹ em nấu cũng ngon nhưng mà cũng tùy món ngon à anh. Trời ơi. Dạ. Có nghĩa là khó mày... lắm luôn nha. Mẹ xem chương trình này. Mẹ xem chương trình, mẹ đừng có la con nha. Không sao, mẹ cũng hiểu mà. Dạ, dạ. Khó trong ăn uống đó nghe bạn này nè. Còn mình rồi. Thì sao nè? Dạ, em xin phép nói về khuyết điểm của em trước ạ. Dạ, khuyết điểm của em là do cái tính chất công việc của em là làm thiết kế, cho nên em phải thức khuya nhiều quá chị. Dạ, do thức khuya với lại để làm deadline á, cho nên tối ngủ em hay bị nói mớ. Em hay bị nghĩ là bị đồng nghiệp dí hay là sếp dí. Còn cái khuyết điểm thứ hai của em là mỗi lần đi coi phim á, là em hay để ý những cái hiệu ứng hơn là để ý xem là nội dung của phim như thế nào, hay hay dở, diễn viên đẹp hay xấu. Cho nên người ta đi coi phim với em thì người ta hơi bị chán. Cái nữa em cũng biết nghĩ nó là ưu điểm hay là khuyết điểm nữa, đó chính là em ăn nhiều nhưng mà không có mập được. Trời ơi, cái đó ưu điểm đó cưng. Dạ. Ôi, không có khuyết điểm một chút xíu nào hết trơn. Ở đây không ăn mà hít không khí không còn mập đây nè. Muốn chết vậy đó. Dạ. Trời ơi, vậy là chúc mừng em nha. Em được một cái thú vui gọi là, cũng như là một cái gọi là sao ta, ông trời cho mình một cái món quà đó rất là thú vị đó nha. Dạ. Cuộc đời mình không ăn thì nó không còn gì là cuộc đời nữa. Nhưng mà dạ, ăn mà mập là phải nhịn nè. Dạ. Đừng có nói chữ mập, nó nhạy cảm lắm. Thôi nín đi. Giờ ưu điểm mình là gì nè? Dạ, ưu điểm của em thì hơi nhiều chút. Đó là em có thể tự độc lập tài chính, em tự kiếm ra tiền, lo cho bản thân và lo được cho gia đình em. Dạ, ngoài ra thì em nấu ăn ngon. Ngày hôm nay em có chuẩn bị một cái món bánh cho em tự làm. Em muốn mời hai MC cùng với anh trai bên kia. Trời ngon à. Chút xíu nữa nha. Được. Chút xíu nữa mình sẽ mời ông kia. Nhưng mà nè, chút xíu chị phải cho chị cái quyền là chị cầm cái này ra để chị mời, và ông chỉ được lấy một cái thôi. Em biết không, cái chương trình này á, biết bao nhiêu những cặp đau đớn là bởi vì quà của bạn gái mình trao ăn được một miếng thôi, còn lại là ông ăn hết. Để đó chờ chị lo. Dạ chị không lo sao đâu, anh Quyền lên ơi, nếu như mà anh ăn bánh của em á, mà anh thấy ngon á, thì anh cứ cho em cái địa chỉ đi, là em sẽ làm và ship qua nhà anh. Trời ơi, được. Trời ai ơi, như bà mối kia. Trời ơi. Thiệt tình luôn, ăn rồi, có chút tức mà là... nói xấu người ta quá. Nè, bên đây người ta nấu ăn ngon nè, bên kia khó ăn, đúng không? Nhưng mà bên đây người ta nấu sẽ rất ngon. Chút xíu thử cái bánh bên đây, nếu mà nói ngon á, là coi như bên đây là vô địch ha. Cưng. Dạ. Mình đã bắt đầu độc lập về tài chính từ năm bao nhiêu tuổi? Dạ, em đã độc lập từ tài chính từ năm 22 tuổi, sau khi em tốt nghiệp đại học rồi. Và em đã, từ cái thời điểm đó là em đã gửi tiền về lo được cho gia đình. Có nghĩa là lo được cho gia đình luôn. Dạ, đúng rồi. Quá giỏi, xuất sắc nha bạn trai, nghe xuất sắc nha. Em độc lập tài chính từ năm 18 tuổi rồi chị ơi. Trời, trời ơi, rồi vậy đó, là xuất sắc hơn, càng tốt em ơi. Dạ. Cho mình đỡ. Thực ra là em rất là tôi độc lập tài chính từ lúc 3 tuổi rồi nè. Dạ. Cũng xuất sắc lắm. Rồi, yeah, bây giờ thì mình sẽ... Thôi bên đây ta nói luôn về tình duyên đi nghe. Nói tại đi, bạn cho, thú vị nói quá. Nói về tình duyên cho bên đàn trai nghe thử coi sao. Yeah. Bây giờ mối tình của mình thì được mấy mối tình rồi? Dạ, em thì em có một mối tình sâu đậm nhất là một mối tình 8 năm. Và em là chia tay được 1 năm rồi. À, vậy đó hả? 6 năm hả? Dạ, 8 năm. Như vậy 8 năm hả? Từ lúc đi học luôn đúng không? Dạ, đúng rồi. Thanh Mai Trúc Mã luôn á. Không, Thanh Mai Trúc Mã thì chưa phải, nhưng mà chắc gặp nhau ở hồi... Dạ, hồi bọn em còn đi học. Lý do? Dạ, thì lúc mà bọn em yêu nhau thì không có vấn đề gì hết, mà khi ra làm chung thì mâu thuẫn nhiều, và anh đó không bảo vệ được cho em, và bọn em chia tay. À, vậy. Hai đứa làm chung chỗ hả? Dạ, đúng rồi. À, làm chung chỗ hoặc là gắn khít luôn, hoặc là thế nào cũng có xung đột, tại vì mỗi người sẽ có một tư tưởng, quan điểm khác nhau. Dạ. Rồi. Bây giờ phải hỏi bên... Tội nghiệp quá, mối tình 8 năm mà chia tay. Chia tay, tức là mối tình từ thời học sinh nó lên, mà chỉ một mối tình đó thôi. Mấy mối tình này nói cho bà mối nghe đi. Dạ, em chào chị Hồng Vân. Em đã trải qua 2 mối tình. 2 mối ha? Dạ vâng, 2 mối. Mỗi một mối thì là em đơn phương năm lớp 8. Trời ơi! Em đơn phương năm lớp 8 mà đến bây giờ em cũng vẫn... Cái đấy là mối tình sâu sắc nhất của em. Còn cái mối tình gần đây nhất thì em chia tay cách đây 2 năm. Mối tình đó mấy năm? Mối tình mà nó 8 hả anh? Không, mối tình mối tình chia tay thì mới quen được có khoảng gần 5 anh. Gần 5. Dạ. Gần 5 mà chia tay 2 năm rồi.
thì cũng không có gì là sâu sắc rồi đúng không? Dạ vâng, tại em chỉ có ấn tượng nhất là mối tình nó lớp 8 mà em yêu đơn phương người ta thôi chị. Vậy đó hả? Dạ. Bây giờ vẫn còn yêu không? Hay là bây giờ còn... bây giờ hết rồi chị, tại bây giờ mình chỉ nhớ về cái ký ức thôi chị. Đó là những ký ức đẹp thôi. Dạ, mình chỉ nhớ người ta đã ức... có gia đình rồi. Không, người ta chưa có gia đình, người ta mới có bạn trai thôi. Ồ vậy dạ. Hả? Bạn ấy hiện tại là, đang làm giáo viên. Dạ. Nãy em nói em làm nghề gì chị quên rồi. Em làm lập trình viên với lại em marketing online luôn. Ồ, marketing online. Dạ. Như vậy là em kiếm tiền từ năm 18 tuổi luôn. Vâng. Giỏi. Tại hiện năm 18 tuổi em cũng ra đời, em làm nhiều ngành nghề em chị. Bây giờ là độc lập về độc lập về tài chính luôn chị. Về, có nuôi gia đình không? Em có gánh nặng về gia đình. Em vẫn có hỗ trợ ba mẹ tiền sinh hoạt các thứ vậy. Rồi giờ mình đã có nhà riêng chưa? Không, em vẫn ở chung với ba mẹ em. Còn nhà riêng thì là dự định sắp tới chị. À vậy đó hả? Tức là bây giờ vẫn ở chung với cha tại mẹ. Tại vì gia đình em thì hiện tại chỉ có 4 người thôi, còn họ hàng bà con thì không có. Là chỉ có 4 người, em, ba mẹ với lại có một người em trai nữa thôi là ở chung. Tức là có hai anh em ở trong nhà đó. Dạ vâng. Chắc người em cũng giỏi hả? Vâng, em ba em, mẹ có phước quá trời. Em của em là đầu bếp bánh. Dạ. Nói nghe nè, rồi em thích cái mẫu người con gái như thế nào? Nãy giờ em nghe bạn này tâm sự thì em có nghĩ là mẫu người bạn gái của em phải như thế không? Em thì tại vì em chưa nhìn thấy khuôn mặt giao diện của bạn nên em cũng chưa có biết được. Tại vì thường thì em thích một người con gái là biết nấu ăn là em thích rồi đó. Và thứ hai nữa là hiền lành, biết quan tâm chăm sóc với gia đình, biết vun vén cho gia đình là em thấy ok rồi chị. Chị là chị là em nhớ nha, chị bạn đó là designer đó. Mấy cái người như vậy chắc lăn lắm á. Hả? Lăn lắm á. Em sợ nhất là những người lăn, tại vì em nhìn là em sẽ hết hồn. Tại vì người ta design á là về cách ăn mặc, về gu ăn mặc của người ta rất là có gu rồi. Em thích một người mà giản dị tí thôi, đừng có mà cầu kỳ quá. Hiện đại thì cũng được nhưng mà đừng có hiện đại quá chị. Hại điện á. Hiện đại vừa thôi được rồi chị. Vậy hả? Dạ. Bên đây cũng có gu vậy, mặc quần rách tan nát thôi. Cũng gu lắm á. Thì đó ông mối sao người ta y vậy thôi. Đó. Ông tưởng ông mặc đồ lành lặn à. Có rách mà da. Hay thật đó. Qua em đang chờ để người để bé. Bạn có cái hình mẫu lý tưởng nào hình mẫu thể á? Hình mẫu lý tưởng nếu mà xét về bạn vẻ ngoại hình đó chị. Thì cỡ Mizu. Dạ. Rồi có cần giỏi giống như Miu không? Không cần đâu, bình thường là được chị. Chỉ cần ngoan hiền, giao diện dễ thương, đừng có chỉnh sửa Photoshop nhiều á. Tức là em thích nét đẹp tự nhiên đó chị. Đừng chỉnh sửa, truyền thống. Nhưng mà bây giờ người ta là vừa giỏi mà vừa có cái nét của Miu thì theo em thì sao? Giỏi vừa có nét Miu hả? Tại vì nếu mà sao? Vậy em sợ em bị lép vế thôi chị ơi. Thế thì xin mời ông. Rồi xin để mời xem ông. Coi dạ, dạ. Mi gì đây? Anh giúp em. Đừng mi sói à, được. Em chào anh Quyền Linh. Trời ơi, dễ thương, dễ cưng. Dạ. Giống người Nhật quá nhờ. Dạ, em là người Hoa à. Người Hoa dạ. Hả? À, dễ thương. Cảm ơn anh. Ở bên bên đây nghe em nói thì dạ. Biết rằng em là một người cũng rất là năng động. Dạ. Và biết tự lập, biết kiếm tiền ha. Tự lập cho riêng bản thân mình như là tốt rồi. Nhưng với đàn trai thì em yêu cầu như thế nào? Em muốn một chàng trai thế nào có thể diễn tả thử xem. Dạ về ngoại hình á, thì em không có yêu cầu gì hết. Bởi vì á, nhiều khi á, mình yêu cầu một người đẹp quá thì người đó cũng không có thể là dành cho mình. Vì em quan niệm là một chàng trai quá đẹp thì đó sẽ không có chung thủy. Dạ, em chỉ cần là em không. Nhìn em yêu là được. Em nói câu này sai đó. Em nói một chàng trai quá đẹp là không chung thủy, không đúng đâu. Có những người rất đẹp nhưng họ rất là chung thủy. Có đôi khi có những người không đẹp mà họ không chung thủy. Cái này cũng tùy theo con người chứ đừng nói đẹp là không chung thủy ha. Chứ đẹp như chị Hồng Vân đó, chị cũng chung thủy lắm chứ bộ. Người ta đang nói con trai, người ta không có nói đến phụ nữ. Mình nói phụ nữ ai cũng chung thủy hết trơn á, 80% là phụ nữ chung thủy rồi. Còn hồi nãy là anh Linh anh nói là nói ảnh đó, em không biết đâu, ảnh biện hộ cho ảnh đó. Quan niệm của em á là ở nhà chỉ cần một mình em đẹp là đủ rồi. Đúng rồi. Xung quanh mình á, mình đẹp là được rồi. Dạ. Chồng mình đẹp cũng hơn. Dạ. Không thì hay. Đó không có quan trọng nhưng mà, mà suy nghĩ lại nha, anh nghĩ rằng á ai cũng có cái này cái kia, đừng nói là đẹp mà không chung thủy là để được. Để tôi nói cho anh Linh á, có coi cái gì quên rồi, Đồng Tiền Xương Máu chưa? Dạ. Thời điểm nó đẹp dễ sợ, đẹp lắm luôn mà rất chung thủy luôn. Mà rất là giỏi giang luôn. Đó, không phải là đàn ông đẹp là không chung thủy đâu. À, dạ. Đó, yên tâm đi hả? Dạ, nói về em mối tình 8. Em hy vọng em nằm trong
cái trường hợp may mắn như vậy. May mắn chứ, mình phải tự tin là mình sẽ là người gặp may mắn. Đúng, em yên tâm. Theo anh nghĩ là gì? Cái duyên số thôi. Dạ. À, còn phần ta chia tay là cái phận thôi. Dạ. Cái phận không có hợp nhau. Để 8 năm như thế mà vẫn chia tay. Có người sống tới 90 tuổi ta còn ly dị mà. Nói nghe nè. Gì vậy, bánh hả? Nhân nhà gái thì tôi xin mời ông một cái bánh với lại bạn bên kia một cái bánh. Mời vài cái được không? Không. Rồi nhận xét. Giờ ông thích ăn gì tôi lấy. Hả? Tôi không đưa cho ông cầm cái hộp. Thích ăn gì đưa nè? Cho bạn trai ăn trước đi. Đó, mọi người ơi, đẹp lắm luôn. Trời cô gái ơi. tự tay em làm đúng không? Dạ đúng. Tự tay cô gái làm nha. Em nhìn đi. Bánh nhiều màu sắc. Xuất đi. Sắc. Để coi bạn trai ăn cái gì. Em ăn cưng cái ơi, cho ăn gì. Dạ, em đang thèm. Không, bỏ tay ra. Trời ơi. Dạ. Chị em lấy cái này chị. Cái có cốm, có cốm á chị. Cốm phải không? Rồi, dạ. Ok. Lấy đúng cái mình thích ta. Thôi vậy thôi, em nhờ anh Quyền Linh để em lấy cái này. Có tới hai cái cốm lận. Em là dây chính mà. Có hai cái cốm lận đó. Rồi ăn đi xong rồi cho. Cái nữa được không? Rồi cho nhà gái tôi biết. Kèo quá. Đúng rồi, đúng ra phải đưa mình hết hộp á. Ờ, mình ăn thử đi em, kệ đàn trai mình. Dạ. Mình thử thức đi em. Thử thức. Ăn, trời ơi, có gì đâu mà ấy. Ngon quá, nhìn ngon quá. Nhìn kèm. Chị cũng ăn. Nhìn kèm ngon quá. Ngon. Ngon thì bên nhà gái tôi nói là nếu mà anh Linh thích thì là bạn sẽ làm, bạn ship tới tận nơi cho anh. Còn cái nữa rồi. Không, bây giờ là không có cho. Lo làm việc đi. Lo làm việc. Chúc con gái nữa nha. Lo làm việc. Ngon quá. Sao bạn trai thấy sao nè, cho cảm xúc coi nè. Đưa đây bỏ thùng rác cho. Ngon chị ơi, cho em xin thêm một cái nữa chị ơi. Ngon à. Đó thì để nói cho bạn biết là bạn khó ăn đúng không? Bên đây là bánh là rất là khó làm để mà vừa miệng người khác. Đúng không? Mà bạn đã vừa miệng bạn rồi. Cho nên chắc chắn là khi nấu những bữa cơm bình thường ở nhà là chắc chắn là sẽ rất là điêu luyện, đúng không? Đúng không? Được, đàn trai chịu quá. Đó, bên nhà gái tôi có quyền chảnh. Tôi có quyền chảnh nè. Rồi, được. Bây giờ vậy em hình dung cái người con trai ngồi bên rào bên kia như thế nào? Trong tưởng tượng của em là có thể là anh đó cao 1m8. Mét mấy? Mét 8 hả? Mét 8 hả? Có 1m8 không anh? Không em ơi. Xuống. Dạ mét 7 cũng được. À, mét 7 hả em? Được. Dạ. Cỡ đây. Mét dưới được không em ơi? Em nghĩ là anh có mắt 2 mí hả anh? Anh có mắt 2 mí không? Anh mắt 2 mí nhưng mà mét dưới được không em? Ủa hồi nãy em mới nói mét 7 mà. Mét không mà ý anh hỏi á là mét rưỡi được không? Cũng được, không sao. Cũng được. Em chỉ cần con trai giỏi. Nghe thôi. Cũng được, nó hơi bị miễn cưỡng em. Rồi nè, mắt được chứ sao đừng nữa? Để cho người ta tưởng tượng tiếp nè, sao dạ. Nữa nè? Dạ, em nghĩ là anh tóc anh nhiều. Đúng. Không, nó được. Cũng hơi nhiều. Cỡ anh Quyền Linh không anh? Hơn anh Linh. Chị hơn. Lấy chị đảm bảo hơn anh Linh. Dạ thôi, vậy mới cắt tóc quà đó. Cái người đó tuổi già sức yếu rồi là tóc phải ít đi chứ. Đâu có thể nào bằng nam thanh niên kia được. Chờ tuần sau đi biết. Rồi sao nữa nè, tưởng tượng dạ, nữa không? Em nghĩ là anh đang mặc một cái áo sơ mi và một cái quần tay. Mang đôi giày tay. Đúng không anh? Áo sơ mi thì có nhưng quần... Sao? Đúng chứ ta. Quần tay là không có nghe. Quần jean rách. Quần jean rách hả? Không sao, cá tính. Tại em làm designer, em thích những người cá tính. Ok. Rồi. Thôi nói chung nãy giờ tưởng tượng nó hoàn toàn không có giống bên này. Có mà, có mấy mí mà đúng không? Có, mà. Có. Nhưng mà đại khái là có nhiều thứ không giống lắm. Dạ. Thôi được rồi, kể đó tưởng tượng thôi. Dạ. Chúc gặp tính sau. Dạ. À, nói chung bên đây cũng sáng sủa lắm á. Dạ. Một người phong trần, cũng thư sinh, đẹp trai, cũng giỏi, kiếm tiền từ 18 tuổi. Dạ. Bên đàn gái cũng giỏi, hôm nay hai đứa đều giỏi hết. Thôi. À, ngày hôm nay em có... thiết kế một cái này, dạ. À, khoan, đừng em đừng đứng lên, lộ hàng hết, lộ hàng. Đây, hãy nói với chị, em gửi cho ai? Dạ, em muốn gửi cho anh trai bên kia. Gửi với thành ý gì? Dạ, nó chỉ là lời nhắn của em để gửi cho anh đó thôi. Lời nhắn hả? Dạ. Lời nhắn hay hâm dọa anh? Hai tay đàng hoàng, bên đây người ta trân trọng. Lời nhắn của bên nhà gái gửi cho bên đàn trai. Đàn trai xin phép nhận. Có kèm bánh nữa tốt. Đúng rồi. Đọc đi em. Dạ. Đọc đi rồi nhớ mãi. Đọc đi rồi cho ý kiến nha.
đúng không? Em cần cái đó đúng không? Dạ. Đọc lớn lên. Anh à, em là một cô gái bình thường nhưng chắc chắn sẽ khác với tất cả các cô gái khác. Em là người không ngại học hỏi và chăm chỉ để đạt được mục tiêu. Trong công việc, em hoàn toàn có thể làm hậu phương hỗ trợ cho anh với tất cả năng lực của em. Trong cuộc sống, sau này em sẽ sát cánh cùng anh để chăm sóc gia đình, cùng anh san sẻ từ việc con cái cho đến gia đình và ba mẹ hai bên. Em đang tìm kiếm người đàn ông có thể chưa có gì trong tay ngay bây giờ, nhưng chắc chắn sau này phải có chí tiến thủ, phải có trách nhiệm với gia đình và lo lắng được cho tương lai. Em không ngại cùng anh vượt qua khó khăn, nhưng anh phải chắc chắn một điều. Anh phải thật sự cố gắng hết mình cho cả hai để không phải vì chuyện miếng cơm manh áo mà sau này nặng lời với nhau. Điều thứ ba, em đưa ra thử thách này. Nếu anh đồng ý, em muốn cùng anh đặt mục tiêu cho tụi mình là anh sẽ đạt được thành công trong công việc và sẽ có được mức lương thu nhập ở con số 30 triệu một tháng. Anh đừng lo lắng. Không phải là bây giờ, không phải mình anh cố gắng sẽ có cả phần của em trong đó nữa. Anh chấp nhận thử thách này của em không? Em nói lương em nhiều tháng? Dạ. Nói chơi cái coi nè. Lương em hả anh? Ừ. Khoảng nhiều tháng? Khoảng bằng cái mức lương bạn đang yêu cầu nữa. Bằng mức lương không? Dạ. Có khi nào hơn không? Cái này bí mật anh. Lập trình viên là lương cao lắm nha. Vâng. Sao tôi nói cho các bạn biết, lập trình viên hiện nay tôi có thuê lập trình viên rất nhiều rồi. Là một tháng từ 60 triệu đến 80 triệu chưa chắc người ta nhận luôn. Bạn này bạn sao đó chứ 30 đâu, triệu. Bây giờ bạn bao nhiêu, bạn lương bạn bao nhiêu? Chắc chắn từ 50 triệu trở lên. Không, nhưng mà hồi nãy bạn nói là bạn bao nhiêu? Bạn nói bạn đang 30 triệu. Thiệt không vậy? Thấy không, bạn thiệt. Có bị khiêm tốn không vậy chèn? Khiêm tốn đó. Anh nói ha. Yeah. Không, nhưng mà thì em nói giỏi từ lương cả 100 triệu trở lên không? Hỏi coi là nhưng mà theo trong cái lời này thì cái mức lương 30 triệu này là của em với bạn cộng lại á. Đúng không? Đúng không? Dạ, em? Dạ đúng rồi. Hai bạn cộng lại đó hả? Dạ. Trời ơi, chuyện nhỏ. Không, về cái vấn đề mà về tương lai sau này của gia đình với con cái, về cái việc tài chính á thì em không phải lo. Nếu mà em bấm nút làm bạn gái anh á, nếu mà mình tìm hiểu thì em sẽ rõ. Không có, tại vì anh nếu mà anh lấy vợ hay là nếu mà anh lấy vợ thì anh đã tính hết rồi, tiền sinh con bao nhiêu, tiền sữa rồi, tiền các thứ tính hết rồi, anh em không phải sợ. Lập trình hết rồi. Anh chuẩn bị hết, chỉ cần rác vô thôi. Anh nhá hàng cho em bên đàn gái biết á, lập trình viên lương rất cao, mà lập trình viên giỏi nữa nha. Dạ. Là lương cả 100 triệu tháng là chuyện nhỏ như con thỏ. 5-6 ngàn đô một tháng. Đúng rồi, lập trình viên là từ mấy ngàn đô không? Đó, yên tâm ha. Dạ. Bé đỏ mặt luôn kìa, bé thử thách gì mà bèo quá. Anh em thử thách thì nhỏ bèo quá. Quá, hai đứa nhập vô có 30 triệu. Bèo quá ơi. Bèo rồi. Nhỏ. Được chưa? Dạ. Yên tâm chưa đàn gái? Dạ, em yên tâm rồi, em cảm ơn. Anh bao luôn. Dạ. À, giữ đi anh. Dạ. Thử thách này đã vượt qua. Vâng. Rồi thôi bây giờ gặp người thân đi cưng. Rồi, ý kiến người thân nha. Cô gái đi với ai vậy? Dạ, em có đi với chị đồng nghiệp mà chị ở chung nhà với em. Chị đồng nghiệp ha. Chào chị đồng nghiệp. Chào cô Hồng Vân và chú Quyền Linh và mọi người trong trường quay ạ. Thì cháu là đồng nghiệp cùng với lại cơ quan của Thúy và ở cùng nhà với em ạ. Thì Thúy thì là cô gái rất là, thực ra bạn cũng cá tính nhưng mà bạn sống rất là nội tâm và tình cảm. Đó thì Thúy nhìn thì có vẻ là dịu dàng thế thôi nhưng mà bạn khá là cứng rắn á. Và trong công việc thì bạn cũng là rất là quyết liệt. Đó, và Thúy thì không ngại những cái chuyện như là thức khuya để làm việc hay là gì đó. Và yêu cầu của khách hàng, của đối tác thì lúc nào bạn cũng hoàn thành đầy đủ. Và tài chính thì do là rất là chăm chỉ, thành ra là không có thể tự lo cho bản thân của mình ấy. Và bạn nói là cái mức lương mà 30 triệu mà hai người cộng lại thì là bạn khiêm tốn thôi. Tại vì Thúy thì đôi khi là cũng có những cái tháng mà cái lương của bạn nó cũng tầm đấy hoặc là vượt qua luôn. Tại vì Thúy rất là chăm chỉ ấy. Thì với cái bạn trai bên này thì chắc là khá là hợp với lại cái yêu cầu của Thúy. Thúy nói là Thúy không yêu cầu ngoại hình thôi, nhưng mà Thúy rất là thích những cái bạn mà ngoại hình sáng sủa, nhìn vừa mắt của Thúy ấy. Đó thì em chỉ thấy cho thấy là bạn bên này thì khá là hợp với Thúy. Có điều là thấy bạn Thúy nhà em thì hơi ít nói, với lại bạn hơi nội tâm, dễ bắt nạt ấy. Bạn bên này thấy lanh quá cô. Sợ là
về bạn bắt nạt Thúy ấy, với lại là bạn có nói là cái chuyện người yêu cũ của bạn ấy mà bạn còn lấn cấn cái tình yêu suốt từ năm lớp 8 đến giờ, thì không biết là sau này bạn giả sử như mà bạn đến với Thúy đi mà cô gái kia thì cô cũng chưa lấy chồng, thế cô lại muốn quay lại với bạn thì bạn tính thế nào? Đó. Hoặc là đó, hoặc là bạn nói là bạn đã tính toán hết cái chuyện như là lấy vợ sinh con rồi này kia, thì bạn tính thế nào, con bạn đi học như nào, rồi tiền là bỉm sữa rồi học hành như nào, bạn đã tính như nào rồi, thì bạn chia sẻ một chút cho Thúy và mọi người ở đây cùng biết đó. Em chia sẻ đúng không anh? Rồi em nói đi em. Về cái vấn đề mà mối tình lớp 8 á, thì hiện tại thì mình không có còn nhớ đến nó chỉ là một ký ức thôi, chứ là mình không có lưu luyến. Cho nên là cái vấn đề này thì bạn yên tâm. Còn về việc mình lăn ở đây không phải là lăn theo kiểu bắt nạt người khác, mà lăn ở đây là lăn trong công việc, trong các mối quan hệ để mình giao tiếp tốt với lại mọi người xung quanh. Đó là một cái lăn để mà giao tiếp chứ không phải lăn để bắt nạt người khác. Còn mà về vấn đề mà bạn muốn thắc mắc là mình chuẩn bị những gì như là con cái tiền sinh đó, cái đấy thì mình đã chuẩn bị trong đầu hết rồi, cho nên là bạn cứ yên tâm. Những cái gì tốt nhất là mình sẽ dành cho người con gái của mình. Yên tâm thì yên tâm rồi, nhưng mà nếu được thì bạn chia sẻ một chút đi, tại vì nhiều bạn trai cứ hứa hẹn ấy, em cứ về với anh em yên tâm, em sẽ thế này em sẽ thế kia. Không, cái đấy thì mình biết nhiều bạn trai cũng hứa hẹn là sẽ yên tâm, nhưng mà nếu mà bạn muốn chi tiết, ý của bạn là muốn chi tiết luôn gì đúng không? Cũng không cần phải chi tiết, nhưng mà bạn có thể nói là ví dụ bạn nếu như mà bạn đến với Thúy chẳng hạn thì là cái dự định về cuộc sống của bạn như nào, con cái thì sinh mấy đứa chẳng hạn này, sống ở đâu rồi học cái gì như thế nào. Đó, à cái vấn đề đấy thì cái vấn đề đấy là sau này với lại mình sẽ học với bạn gái, ví dụ như con cái thì sẽ học ở trường quốc tế, còn sân ở bệnh viện quốc tế, rồi nếu mà học thì mình định hướng con cái mình sẽ học theo lĩnh vực công nghệ thông tin luôn, chứ mình không muốn con mình phải đi theo những lĩnh vực khác, tại vì nó cũng là đam mê của mình. Nghe bạn trai chia sẻ thì thấy là hợp với Thúy rồi ạ, cho con học trường quốc tế, sinh bệnh viện quốc tế đó. Nhưng mà cái chuyện mà học gì thì chắc là để con quyết định đi ha. Còn nếu mà nó theo được như là bạn học công nghệ thông tin, tại vì mình là một người hướng ngoại, mình rất thích con mình tiếp xúc với những văn hóa của bên nước ngoài, rất thích tiếng, rất thích, ví dụ như mình có con nhỏ thì chắc chắn là mình sẽ cho con học tiếng Anh ngay từ bé luôn, chứ mình hoặc là học được một số rồi. Tiếng khác. Chị thấy là chút xíu nữa để hai bạn tự nói chuyện với nhau sẽ hay hơn ha. Để gặp nhau đi đã, rồi xong rồi biết có hợp hay không, cái giao diện á, là có phù hợp với nhau hay không, lúc đó các bạn tự nói chuyện với nhau nha. Cảm ơn rồi, cảm ơn bạn nữ. Rồi bây giờ xin mời bạn trai, bạn đi với ai vậy? Dạ em đi với lại anh họ của em ạ. Mời anh. Dạ em là anh họ của Vũ. Em chào chị Hồng Vân với chào anh Quyền Linh với các bạn trong trường quay. Thì em là anh họ của Vũ, cũng ở gần nhà Vũ. Thì được biết Vũ là sống tình cảm, vui vẻ. Còn cái tính mà lanh thì do cái đặc thù cái công việc của em làm trên online với lại tiếp xúc khách hàng nhiều á. Thì em có cái khả năng, thì cái tính tình nó hơi năng động một xíu. Dạ. Còn vấn đề em... nói về tương lai á, thì Vũ có chia sẻ với em á, là Vũ cũng đã chuẩn bị cho cái ngày những ngày sắp tới nếu mà lập gia đình rồi, cho nên nếu mà em gái có cái yên tâm về vấn đề đó, tại vì Vũ cũng hay chia sẻ với anh điều đó. Rồi, cảm ơn anh. Thôi bây giờ mở rào cho hai trẻ gặp mặt đi nha. Đúng rồi, mở rào thôi. Rồi. Chúng ta sẽ có một cuộc đối thoại trực tiếp giữa hai người. Mở rào. Em vừa nói. Bình tĩnh, tự tin, quyết thắng. Dạ. Tiến lên. Tiến lên nhận quà, trao quà nào. Có món quà tặng bạn. Dạ, em cảm ơn anh. Tại mình tính mua hoa ấy, nhưng mà mình lại thấy bạn như một đóa hoa rồi, cho nên là mình đứng tặng đó, quà cho bạn. Đứng đó mở quà đó luôn. Dạ. Hai bạn đứng đó nói chuyện mở quà đó xem. Em tặng anh bức tranh em vẽ về Đà Lạt đó anh. À đẹp. Anh có đi Đà Lạt bao giờ chưa anh? Anh đi đúng một lần năm học cấp 3, tại vì anh ít khi đi du lịch xa, tại vì mỗi khi đi xa là anh thấy trở nhà.
cho mọi người xem bức tranh đi. Dạ đây. Wow. Rồi, đứng nào, tranh đi Vũ. Cái quà của bạn trai là gì nào? Dạ em cảm ơn anh. Dạ, dạ. Quà của anh đa dạng. Anh tặng em một con gấu bông. Dạ. Một cái lắc tay. Dạ. Với lại một cái đồng hồ thông minh. Với lại một cái lọ đựng hoa để em trưng trong phòng cho đẹp. Với lại có một cái tấm thiệp. Em mở cho em xem. Đọc tấm thiệp đi, đưa cái quà đây chị cầm. Dạ. Rồi. Em cảm ơn. Người cô đơn trái tim rất dễ tổn thương. Nếu em không ngại, hãy để anh làm mảnh ghép còn lại trong trái tim em nhé. Dễ thương quá anh. Bình thường anh nói chuyện cũng ngọt ngào vậy. Không, bình thường anh thường anh nhắn tin hay anh ghi ra giấy thì anh ngọt thôi. Chứ nói chuyện anh ngại nói ngọt lắm. Rồi mình cất vô đây đi nào, xong rồi mình trò chuyện với nhau đi nào. Dạ. Ngồi. Rồi, chúng ta bắt đầu ngồi trò chuyện đó các bạn. Cảm nhận về nhau. Lần đầu tiên các bạn gặp mặt, nãy giờ mình trò chuyện rồi, bây giờ mình gặp trực tiếp đó, mình cảm thấy thế nào? Em có giống như trong anh tưởng tượng nãy giờ không? Thì cũng giống á. Anh nghĩ ở sau bức màn nãy giờ em là một người ngoại hình như thế nào? Thì anh nghĩ là em một người ngoại hình nhỏ nhắn. Dạ. Dễ thương, xinh xắn. Có giống như cái mẫu người mà anh muốn, có giống như Miu không anh? Cũng được. Không phải, cái Mizu là chẳng qua là anh đưa ý tưởng vậy thôi, nhưng mà không phải giống 100% được. Dạ. Em cũng là vô tiêu chuẩn của anh, đúng cô của anh. Em có nhận xét gì về anh không? Nói chung em rất là thích con trai năng động, và em thấy anh cũng làm nghề liên quan tới công nghệ giống em rất là thích. Dạ. Với lại em thích con trai để mất kiến nữa, hồi nãy em không nói. Để mất kiến nhìn tri thức. À, vậy dạ. À. Thì không biết là em có ý định mà lập gia đình sớm không, hay là em dự định muốn của là mình anh tìm là bao giờ lập gia đình? Không, gia đình của anh thì anh tôn trọng quyết định của bạn nữ, nhưng mà theo anh á, thì mình tìm hiểu kỹ á, thì mình lúc mà mình lấy nhau thì nó đỡ được những cái giống như là những cái mâu thuẫn. Tại vì nếu mà mình quen mà 2-3 tháng mình lấy nhau liền thì nhiều khi có mâu thuẫn dẫn đến lục đục á. Dạ. Thì anh đang muốn hỏi em là theo em thì quan điểm mà về hôn nhân gia đình, ví dụ như thời gian mình quen nhau rồi mình lấy nhau, thì em muốn sinh bao nhiêu đứa thì em có thể chia sẻ với anh không? Theo em á, thì cái chuyện quen lâu hay không nó không quan trọng bằng cái chuyện mà đủ duyên nợ thì mình đến với nhau. Dạ. Còn sinh bao nhiêu đứa cái đó là chờ cho rồi anh. Không, nhưng mà cái theo nguyện vọng của em á. Dạ, chắc là hai đứa, có trai có gái. Đúng mà rồi, nói chung đấy, em thích đúng con rồi, gái đúng rồi. Tại vì anh thấy sinh vậy thôi dễ dạy. Dạ. Chứ sinh nhiều quá khó quản lắm em ơi. Dạ. Khó quản lý á. Quan trọng là anh có lo được hết hay không? Không, thì sinh là chắc chắn phải lo được rồi. Nhưng mà em đang sống ở trong 3. Sài Gòn luôn hả? Dạ. Em sống với ba mẹ hay là sao? Em sống với chị ở dưới. Em thuê nhà ở chung với chị. À, em thuê nhà ở chung với chị. Dạ. Còn ba mẹ em ở dưới? Ở Đà Lạt anh. À, Đà Lạt hả? Dạ. Anh cũng thích Đà Lạt lắm á. Nhưng vậy mà giờ anh có lý do để đi Đà Lạt rồi đó. Thì đó, anh không ngại đến Đà Lạt đâu, anh chỉ cần em đi cùng anh thôi. Dạ. Nhưng mà thì đúng, tại vì trước anh có đi Đà Lạt, nhưng mà đấy là năm cấp 3 anh có đi đúng một lần rồi, còn sau đó đi là anh không có đi Đà Lạt. Dạ. Tại vì không có ai đi cùng với anh hết á. Lâu nay em cũng đi về Đà Lạt và đi có một mình thôi, em cũng muốn có người đi cùng với em. Nhưng mà em thường, nếu mà em có thích đi du lịch không? Dạ có anh. Thường thì em đi du lịch thì em đi xa không, hay là em đi Em chỉ đi trong nước thôi. Không, anh biết rồi, trong nước, nhưng mà ý là em đi bằng xe máy, đi phượt, dạy đi phượt hay là em đi như nào? Em không có thích đi phượt lắm. Cái đấy giống anh á. Dạ đúng. Tại rồi. Vì ngồi xe lâu mệt dạ, lắm. Dạ đúng rồi. Đúng rồi. Cái thời gian đó mình có thể dùng để đi chơi nó thoải mái hơn là thời gian ngồi xe nó rất là mệt. Dạ. Đúng rồi, tại vì anh thường nếu mà anh đi du lịch là anh phải đi máy bay không mà, chứ anh đi xe là anh chịu, anh không đi được điểm xe. Điểm đó anh với em hợp nhau rồi. Nhưng mà thời gian rảnh em hay làm gì? Dạ, thời gian rảnh thì em đi tập gym hoặc là đi bơi. Dạ. À, em có thích xem phim, đọc truyện hay là em có thích nghe nhạc hay gì không? Dạ, cũng có. Em có hay đi ăn uống với bạn bè? Dạ có, em chỉ đi ăn với hội chị em bạn dì của em và đi shopping. Nói chung là cuộc sống của em quay quanh chị em bạn dì của em thôi. Hoặc là phòng gym, hoặc là công việc, vậy thôi. Anh thì lúc trước anh có tập gym nhưng mà anh nghỉ cũng
cũng chắc cũng nửa năm anh không tập gym rồi. Anh thì bình thường anh làm việc anh ngồi máy tính một ngày có khoảng mười mấy 20 tiếng là anh ngủ ít, nhưng mà cái sở thích của anh á là đọc truyện, xem phim với lại anh nghe mấy cái nhạc nào mà hay hay thì anh hay edit lại mấy cái video để xong anh up lên Facebook anh để lâu lâu anh vô anh nghe. Thì sau chương trình đó em add Facebook anh là em sẽ biết được anh làm anh hay là up gì trên Facebook á. Em cũng hay dựng phim. Hai đứa nói nhau về cái tiêu chí này em đề ra đó. Bàn cái tiêu chí này đề ra. Em có gì em có hỏi gì anh không? Những cái nãy em viết trong đó là anh có cảm thấy là yêu cầu quá cao không hay là quá sức đối với anh hay không? Không, những cái yêu cầu trong đó thì không có quá sức đối với anh. Đó cũng đó là những cái mà đúng khi mà xác định mà lập gia đình đó. Tương lai của hai vợ chồng, con cái rồi gia đình ba mẹ hai bên đó thì đó là những cái đúng, không có gì mà phải bàn cãi hết á. Chúng ta quan điểm về hôn nhân gia đình thế nào? Mỗi người chia sẻ với nhau đi. Theo em thì anh nhường cho em á. Nói chung là em rất là cần một người đàn ông chung thủy. Em chỉ cần là anh yêu một mình em thôi được không? Em không có thích là anh thả thính với mọi người xung quanh. Em biết xung quanh là có rất là nhiều người đẹp, nhưng mà em cần anh chung thủy với em, anh làm được không? Cái đấy thì được, tại vì anh thường anh về nhà, anh ở trong nhà mà anh ít ra ngoài đường lắm. Tại vì thường mà anh đã đi ra khỏi nhà là anh chỉ có đi siêu thị mua đồ ăn. Hoặc là anh đi mua đồ ăn thôi, chứ anh không có đi chơi, cũng không có bạn bè gì nhiều hết á. Đa số là đối tác của anh là bên nước ngoài. Em là người gốc Hoa đúng không? Dạ đúng rồi. Em có biết tiếng Trung không? Dạ biết ít ít thôi anh. Tại vì đối tác của anh cũng có người bên Trung rồi người bên Mỹ nữa. Dạ. Thì nếu mà em biết thì sau này về hỗ trợ anh. Nhưng mà đã có gốc rồi thì học cũng nhanh mà. Dạ, học lại nhanh. Không, em nói vui vậy thôi chứ bây giờ Google hiện đại chị ơi, cỡ nào cũng dịch được hết á, cho nên là em chỉ nói vui vậy thôi. Em có gì muốn hỏi anh không? Em hỏi về vấn đề làm dâu đi. Ví dụ như là nào, em có ngại làm dâu không? Dạ không. Không mà, mà anh nghĩ là em nấu ăn ngon với lại em biết về gia đình nhiều, biết quan tâm gia đình thì cái việc làm dâu chắc không khó với em ha. Dạ em, nếu như mà mình được sống với người lớn thì mình học hỏi được nhiều kinh nghiệm thì em thấy vậy là tốt thôi. Chứ không có gì phải ngại hết. Đúng đúng, cái đấy anh tán thành. Nhưng mà em hỏi lại đi, bạn có gia trưởng không? Bạn trai có gia trưởng không? Anh có gia trưởng không anh? Không không, cái gia trưởng thì anh không có gia trưởng. Anh tại vì anh độc lập từ năm 18 rồi. Trước khi mà anh làm cái ngành lĩnh vực của anh, hiện tại anh đã trải qua rất là nhiều nghề. Nghề nào anh cũng làm hết á. Đó, cho nên là cái vấn đề gia trưởng thì anh không có. Bây giờ anh có cái lập trường riêng. Ví dụ một câu chuyện mà hai đứa tranh cãi với nhau quyết liệt luôn. Cuối cùng ai sẽ là người nhượng bộ? Rồi trao đổi với anh, nhau xem. Nếu như mà mình xảy ra mâu thuẫn á, thì anh có thể nói là anh sai rồi, anh xin lỗi em, anh xin lỗi em trước được không? Không, cái đấy thì được em. Tại vì anh thường anh hay nhường con gái không? Anh với lại bình thường nếu mà có cãi nhau hay gì anh không, anh ghét nhất là cãi nhau. Anh ghét nhất là cãi nhau hay là mâu thuẫn gì anh ghét, mà ai mà to tiếng anh chỉ thích yên tĩnh nhẹ nhàng thôi. Nếu anh có sai, anh không có sai, anh có xin lỗi em không? Không, nếu mà anh không sai thì anh vẫn xin lỗi em, nhưng mà sau đó anh sẽ giải thích cho em. Đúng rồi, anh sẽ bào chữa cho anh chứ. Anh chứ mà anh im lặng hoài là anh chấp chuyện. Nhận. Dạ, em rất là hiểu chuyện. Em sẽ không bao giờ làm cho anh khó xử hoặc làm cho anh mất mặt trước đám đông. Nhưng mà ý là khi có hai bọn mình mà hai bọn mình cãi nhau á, thì em vẫn luôn luôn muốn là anh nhường em trước. Không thì đúng rồi, tại vì thường là mình phải nhường chứ. Dạ. Phải nhường. Anh rất là hiểu chuyện cho nên là em cũng yên tâm. Anh cũng hiểu chuyện cho nên là em không phải lo cái vấn đề mà tại vì cái anh khó lắm nha. Dạ. Cái đó khó lắm à. Sao khó? Nhiều khi mình không có sai mình phải xin lỗi là cũng khó lắm nha. Không thì nhắn tin xin lỗi đâu có gì đâu anh. Nhắn tin nhắn tin xin lỗi hả? Dạ. Vâng, hai đứa đang cãi nhau mà nhắn tin gì? Không đang cãi nhau thì thôi thì mình không. Không thì bạn ấy nói thì em im lặng vậy thôi thì em im nghe lặng. Thì em trả lời. Nhưng bạn ấy muốn là cho dù em sai đi nữa trong chuyện tranh cãi với nhau không, em phải xin lỗi trước. Thì nói, tại sao vậy em? Tại sao vậy giờ sao? Không, anh xin lỗi không, em. Được không? Dạ. Được không? Không bạn cãi thì em bỏ đi vô phòng đóng cửa không, lại. Không, sau đó được. Em bạn muốn em xin lỗi mà. Sau đó em nhắn tin được không? Nhắn tin thì hỏi bạn chứ hỏi anh chi. Không sao bây giờ tại anh vì chưa thường làm ví dụ như em mà la được một vấn đề nào đó hay gì đó thì anh sẽ vào phòng đóng cửa lại xong rồi chờ một hồi em nguôi giận thì anh mới nói chuyện tiếp, chứ anh ngại mà nói. Tại vì tính anh rất là ít khen ai hết á. Dạ.
ít, rất là ít khi, mặc dù người ta làm cái gì đó giỏi hay là người ta nộ hay là bất kể gì nha, ít, rất là ít khi anh chỉ để trong bụng không mà. Đó. Vậy là được rồi anh. Không sao đâu, yên tâm thì anh không có bắt nạt em đâu. Dạ. Thật sự mà nói á, em cũng đừng có phải 100% dạ. Là lúc nào người ta sẽ đúng, người ta vẫn phải xin lỗi. Có những thứ lúc mà tranh cãi nóng nảy quá thì cũng thể xin lỗi được đâu. À, có thể là lúc đó người ta giận người ta bỏ đi đóng cửa phòng cũng được, khoan xin lỗi cũng được. Dạ. Nha, chứ phải lúc nào cũng phải xin lỗi. Theo dạ. anh là như vậy, nhường nhau chút đi mà, thấy không? Dạ. Rồi anh thấy hai em nói chuyện rất là hợp với nhau. Dạ. Hai em á, gần như là anh thấy rằng á, là nói chuyện rất là gọi là nó cuốn hút. À, đứa nào cũng giỏi cả. Bây giờ thế này, mình giao lưu chút xíu văn nghệ để mình có cảm xúc thêm nhiều nữa để chúng ta đưa đến quyết định nha. Dạ. Rồi em có thể tiến tới và nắm tay cô gái nói điều gì đó hoặc hát một bài nào đó, đó để mình trao cảm xúc cho nhau thử xem. Em hát dở, em nhường bạn gái hát thôi, trước em nhờ. Không hát được thì em cứ đứng nắm tay nói gì cũng được. Dạ, muốn dạ. nói dạ, không, gì cũng làm nói, gì làm anh nói với em cũng được, không cần phải hát đâu. Đứng dạ. lên nắm tay dạ. cô gái và muốn nói gì nói. Nắm tay cô đứng lên đi dạ. cưng. Người ta đưa tay nãy giờ rồi không chịu nắm nữa. Anh sợ em vậy luôn. Không, tay anh ra mồ hôi cho nên anh ngại nắm tay. Anh nắm tay kia được không? Được. Em đâu có ngại đâu. Rồi anh nói gì với em đi. À, anh hy vọng là em và anh có thể cho nhau cơ hội tìm hiểu nhau. Dạ. Anh thấy em thì anh cũng rất là mến em. Dạ. Tí nữa bấm nút nha. Như là hình như là bạn cũng ngại, tức là dạ, không quen nói những cái lời ngọt ngào. Dạ đúng rồi, đúng rồi chị, tại vì em thường thì mấy cái lời ngọt ngào thì em thường em nhắn tin hoặc là em viết, chứ em không có, em ngại cái nói cái lời ngọt ngào ra ngoài á. Dạ đúng không, ví dụ như có hai người với nhau á thì em có thể nói được, nhưng mà đây đâu mấy em ngại lắm chị ơi. Vũ ơi, không cần nói ngọt ngào gì hết, em nghĩ trong lòng mình sao, nói với cô gái đi, vẫn cứ nắm tay nói những cái gì mình suy nghĩ về đối phương, cứ nắm tay cho nó đẹp đấy. Giống bắt tay thôi mà sao anh ngại em vậy? Tại vì tay anh chảy mồ hôi nên là anh ngại nắm tay. Nói đi Vũ, những cái gì mình suy nghĩ về cô gái? Thì đầu tiên thì em thấy bạn gái rất là dễ thương, biết nấu ăn là em rất là thích. Rồi nếu mà chúng ta có cơ hội thì anh sẽ trân trọng những cái thời gian mà ở bên cạnh em. Dạ. Để chúng ta tìm hiểu được nhiều hơn và sau này nếu mà hợp thì mình có thể tiến tới hôn nhân. Anh cũng rất là thích Đà Lạt á. Anh rất thích không khí Đà Lạt. Dạ. Anh có muốn lên Đà Lạt mua một cái ngôi nhà xong rồi mình lên đó nghỉ dưỡng không? Anh hả? Anh có bao giờ đặt một cái target như vậy không? Anh thì đặt target là ở thành phố không mà, tại vì thường tại vì ba mẹ anh sống ở đây thì anh muốn mua cái nhà mà gần đây, còn nếu mà sau này mà có dư giả thì mua căn ở trên Đà Lạt để dành cũng được, rồi cuối tuần về đây du lịch cũng được. Dạ. Có nhà vợ trên rồi mua chi. Dạ. Có nhà vợ trên đó rồi. Rồi hai ông quên mất rồi, đúng rồi, quên mất. Rồi đó thôi, chị thấy là bạn này bạn không có quen rồi. Nói những cái lời hoa mỹ. Dạ. Rồi chúng ta quay ghế ra phía trước. Nãy giờ chúng tôi đã để thời gian cũng khá dài để các bạn có thể trao đổi về rất nhiều thứ, được sự chia sẻ từ người thân, cùng với trao đổi về cảm xúc. Chúng ta đi đến quyết định xem có đồng ý hẹn hò với người đối diện hay không. Nếu như chúng ta cảm giác đây thật sự là một sự rung động thì chúng ta cho phép trái tim mình ấn nút. Còn nếu không thì không cần ấn nút. Quyết định bấm nút là phải có trách nhiệm với điều đó. Chuẩn bị. 1 2 3 Hết thời gian. Tốt rồi. Hồi hộp quá hai người có thể nắm tay nhau được rồi. Bắt đầu từ giây phút này các bạn đã đồng ý hẹn hò với nhau trên sóng truyền hình, trước mặt là bạn bè, bà con, thậm chí người thân, người nhà của các bạn nữa. Những cái gì chúng ta hứa từ nãy giờ nó là một biên bản về tình yêu không thể thay đổi được. Nếu chúng ta làm đúng như thế
chắc chắn rằng mối tình này sẽ được thăng hoa. Đơn giản là như thế. Rồi thôi mình nắm tay đi cưng, nắm tay đi. Đó. Rồi thôi mình trao nhau cái nụ hôn đầu tiên đi cưng. Anh xin phép hôn em nhé. Anh nghĩ cô bé cũng là một cô gái rất là hiện đại ha. Hai đứa rất là dễ thương luôn. Nếu như được sự hỗ trợ của bạn bè, của người thân thì anh nghĩ rằng mối tình của các bạn sẽ rất là tuyệt vời luôn. Chúc các bạn sớm hiểu nhau, yêu nhau và đi đến một cái kết là về chung một đội nha. Dạ. Yên tâm, về đội của em thì không phải suy nghĩ nhiều đâu. Về đội của em thì xuống lắm. Rồi, đứng xếp ra đây. Đứng xếp ra, xếp ra đây bạn. Vẫn cứ nắm tay nhau, đừng buông tay ra. Đúng rồi. Chúng ta đã đồng ý hẹn hò rồi, cứ nắm chặt tay nhau để vượt qua nhiều giông bão của cuộc đời. Để cùng đến một cái đích, đó là tình yêu thương với nhau. Nhân đây thì em cũng cảm ơn anh Quyền Linh, chị Hồng Vân và ekip chương trình, và đặc biệt là chị Trúc biên tập đã giúp đỡ em tìm được một bạn mẫu, một bạn một người bạn một nửa một còn lại của em thật. Chị Trúc đúng không? Ưng ý của em là chị Trúc biên tập á. Dạ. Chị Trúc showbiz ha. Dạ, chị Trúc showbiz á chị. Đây là món quà mắc ha, viên uống mọc tóc ngăn ngừa rụng tóc. Cảm ơn. Rồi. Còn đây là một cái voucher giảm 50% khi các bạn đi mua những vật dụng làm mát cho gia đình. Dạ. Đến từ thương hiệu Robot. Và đây là đây là Dunhan LED tự hào LED Việt tặng quà cho các bạn. Em cầm. Với một cái đèn LED tôi xài cái này rồi nha, rất là sáng, sáng ơi là sáng, và cái này cũng rất là tốt. Rồi. Đây là nước Lãnh Thạnh, nước khoáng kềm thiên nhiên gửi tặng các bạn. Nhiều quá. Nhiều quà quá. Còn đây là cái bộ son môi Yurika tặng riêng cho bạn nữ ha, của thép Vina QA, thép Nhật Bản. Và nếu như là hai bạn đăng ký kết hôn thì hai bạn sẽ có một món quà trị giá là 20 triệu từ thương hiệu thép Vina QA làm quà cưới cho các bạn. Anh cảm ơn chị. Rồi, những gì chúng ta tặng hãy giữ lấy. Đó là một kỷ niệm không bao giờ quên, nó sẽ cùng đi theo tình yêu của các bạn. Nè con, đó nãy xin á, tôi cho nguyên hộp. Trong đó có cái bánh của tôi cho luôn nha. Không thì em để lại cho chị Hồng Vân. Còn tôi rồi. Đâu? Có phần anh luôn, thì anh đừng lo. Nè cứ cầm bánh đỡ là cho của bạn tôi. Em phải cầm đi nó nặng. Đúng rồi. Rồi. Thôi, chúc hai bạn hạnh phúc nha. Em cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Cảm ơn chị. Kìa, để cho người ta con gái ta đi trước kìa.